Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại cả nhà trong bản điểm tin vào tối thứ sáu hàng tuần để cùng đánh giá, phân tích lại xu thế thị trường trong tuần vừa qua, cũng như có một vài cái góc nhìn xu thế thị trường trong tuần tuần mới, tức là tuần từ ngày 19 đến ngày 23, tuần thứ ba của tháng 8, tuần thứ ba của tháng 8. Thì như thường lệ thì bản tin của chúng ta sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất là chúng ta sẽ cùng đánh giá lại, phân tích lại những cái góc cạnh mà của xu thế thị trường trong tuần vừa qua. Phần thứ hai thì chúng ta sẽ đánh giá và nhận định cái xu thế đi của VN-Index, và phần thứ ba thì chúng ta sẽ đi phân tích một số danh mục các cái mã cổ phiếu mạnh, các cái mã cổ phiếu có dòng tiền. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ đi xem qua về lệnh phái sinh. Thì hiện tại là admin đã tổng kết lệnh phái sinh, xem là lệnh phái sinh thì hiện tại là đã chuyển sang hợp đồng của tháng 9, hợp đồng tương lai của tháng 8 thì từ ngày mùng 1 đến ngày 15, và hiện tại là tổng kết lệnh của tháng 8 thì room lệnh đang có một cái mức lãi trên lỗ là 58,4 điểm, 58,4 điểm. Như vậy là cũng là một cái tín hiệu khá là tốt, khá là ok. Về việc về đối với phái sinh thì rõ ràng một điều là chúng ta rất là rôm rả, bởi vì là chúng ta vừa có thể đánh được chiều lên, vừa đánh được chiều xuống. Tuy nhiên đối với những anh chị em chúng ta đánh cơ sở thì chúng ta chỉ thích là phái sinh long thôi, chứ không thích phái sinh short, bởi vì phái sinh mà short thì thị trường chứng khoán cơ sở sẽ xuống rất là mạnh. Ok, còn về rung lệnh phái sinh thì như vậy. Còn đối với thị trường chứng khoán cơ sở thì sao? Thì trong trong bản tin video số 67, tức là bản tin video số 67 tuần trước, thì Hùng cũng có đánh giá, tức là tuần từ ngày 12 đến ngày 16 thì Hùng cũng có đánh giá là thị trường chung sẽ gặp khá là nhiều khó khăn. Thị trường chung sẽ gặp khá là nhiều khó khăn. Bởi vì khi đó Hùng có đo và Hùng có tiên lượng cái lượng hóa, cái nội lực của thị trường nó gặp nó không được khỏe như là tuần trước. Cái thứ hai nữa là có thêm một số các yếu tố, ví dụ như yếu tố về cuộc chiến tranh thương mại Mỹ Trung, thì ông Trump ông ấy luôn có những cái động thái rất là thất thường, dẫn đến một việc là bản bản chất là thị trường chứng khoán là thị trường đám đông. Khi mọi người hoảng loạn, mọi người bán nhiều thì dẫn đến là rất nhiều các cái bộ phận nhà đầu tư của chúng ta không nắm vững được cái chiến thuật, cũng như là cái mã cổ phiếu mình đang 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 theo dõi, thì như thế là cũng bán theo đó, thì dẫn đến một điều là nó tạo thành một cái hiệu ứng ở trên thị trường chứng khoán, là bởi vì là như vậy. Và rõ ràng một điều là chúng ta cũng thể thấy rằng là VN-Index của chúng ta trong tuần vừa qua, tuần từ ngày Hùng sẽ đánh dấu lại từ ngày, tức là bản tin kết tuần là ngày mùng 9, ngày mùng 8, ngày mùng 9. Đây, đây là ngày mùng 9. Ngày mùng 9 tức là bản tin thứ 6 tuần trước thì tại đây, và sau đó thì VN-Index của chúng ta đã có những phiên trả lại về vùng ở đây cũng khá là thấp ở đây. Các anh chị có thể thấy là phiên này là đánh về đến vùng 964. 964, và như thường lệ thì trong buổi tối ngày thứ tư hàng tuần thì Hùng có lít lại thị trường. Hùng có lít lại thị trường để đánh giá lại, để giúp cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta có thể có được những góc nhìn tốt hơn. Thì trong buổi tối ngày thứ tư, anh chị chờ một tí, tức là ngày thứ tư tuần vừa rồi là ngày ngày 20. Trong tuần vừa rồi thì cũng có khá là nhiều các cái thông tin dẫn đến là trên 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 team cũng ngày thứ tư là ngày 14 đây, ok, ngày 14 tháng 8. Thì trong ngày trong buổi tối ngày 14 tháng 8 thì Hùng có đánh giá lại toàn bộ cái tổng quan của thị trường. Trong đó có việc là VN-Index của chúng ta đang có ở cái mức khớp lệnh khá là thấp, tức là khoảng tầm 120 triệu mã cổ phiếu, thì điều này cho thấy rằng là cái tâm lý e ngại của nhà đầu tư chung, và khi đó thì cũng có nhìn thấy là một số các chỉ báo kỹ thuật của VN-Index khá là xấu, khá là xấu.
Và đường MACD thì đang 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 có cái đường tín hiệu nó đang rất là xấu, và dẫn đến là cái lực hồi của VN Index là yếu, và thị trường của chúng ta cần có thêm thời gian. Thì sau cái buổi hùng lít lại ngày thứ tư, tức là ngày 14 tháng 8, thì đến phiên ngày hôm sau, phiên ngày hôm sau thì thị trường đã có một phiên rơi rất là mạnh. Phiên rơi này thì hùng cũng có thể cho thấy rằng là trong cái buổi tối ngày hôm đó thì Dow Jones có rơi. Và tại buổi tối ngày thứ tư, ngày 14, thì hùng có đánh giá toàn bộ các cái lực hồi của các nhóm trụ, các cái mã cổ phiếu, ví dụ như là MWG thì đang chuẩn bị hoàn thành target vùng 120 này, rồi PNG thì cũng chuẩn bị chạm vùng target 90, và một số các cổ phiếu trụ đã chạm đến gần cái target phân tích, thì dẫn đến một việc là cái động lực tăng nó sẽ bị giảm đi, và nó sẽ gây áp lực lên thị trường. Và Hùng lưu ý, Hùng cũng đã lưu ý với tất cả các anh chị ở trong team của Hùng Lê, đó là chúng ta bắt lại các cái mã cổ phiếu thuộc các nhóm ngành Hùng đã đề cập ở trên Zoom. Vậy thì các cái nhóm ngành Hùng đã đề cập ở trên Zoom trong thời gian vừa qua gồm có 4 cái nhóm ngành chính. Cái nhóm ngành thứ nhất đấy là cái nhóm ngành về bất động sản của khu công nghiệp. Nhóm ngành thứ hai đấy là nhóm ngành về ngành cao su, đúng không? Ngành cao su. Nhóm ngành thứ ba đấy là nhóm ngành Viettel, họ cổ phiếu Viettel. Và nhóm ngành thứ tư đấy là nhóm ngành cổ phiếu bất động sản. Bất động sản, và bất động sản thì có những cái mã cổ phiếu Hùng liên tục phân tích ở trên đó, thì có những mã cổ phiếu là rất là tốt và rõ trend rõ sóng thì chúng ta đi vào. Và sau đó thì Hùng cũng có kết luận là cái xu thế phục hồi của VN Index nó khá là yếu, và chính vì vậy cái việc mà mở các cái động thái mua mới thì chúng ta cần phải lưu tâm. Và cái vùng 960, cái vùng 960 là khả năng sẽ test lại cung một lần nữa. Khả năng sẽ test lại cung một lần nữa trước khi mà có thể nhận diện cái xu thế tiếp theo của thị trường. Thì trong phiên ngày thứ năm, đúng không? Trong phiên ngày thứ năm, các anh chị có thể nhìn thấy đây là vùng 960 ở VN Index thêm một lần nữa đẩy về 960, một cái phiên gãy rất là mạnh đầu phiên, và sau đó thì cuối phiên thì tín hùng sẽ nói diễn biến ở trong cái phiên của trong tâm lý hành vi của trong phiên ngày hôm nay. Thì khi các anh chị về đồng hành cùng với team của Lê thì các anh chị ít nhất là các anh chị đã có được một cái xương sống, tức là mình định hình được tức là ngày mai, có thể phiên ngày mai hoặc phiên ngày kia hoặc những phiên tiếp theo thì VN Index của chúng ta có thể rơi. Vậy thì rơi như thế thì cái tâm thế và vị thế của chúng ta như thế nào? Đó, quan trọng nhất cái việc đó. Ví dụ như chúng ta đang cầm nắm cổ phiếu thì về rơi đến vùng 960 rồi, thì chúng ta xem cái động thái là về đến vùng đó thì VN Index có kéo lên được không, hay là VN Index gãy chìm luôn. Đó, thì khi cái việc mà Hùng có đề cập đến với các anh chị của chúng ta là chúng ta đi phân tích một cái phân tích kỹ thuật, và chúng ta đưa ra được những cái tiên lượng, đó là những cái mà nó sẽ xảy ra trong tương lai. Thì những điều xảy ra trong tương lai nó rất là khó, nó có thể đúng, nó có thể sai, thì cái việc đó Hùng đã đề cập ở trên Zoom rồi. Nhưng cái quan trọng nhất là gì, khi đúng thì như thế nào, và khi sai thì chúng ta sẽ làm như thế nào. Đó, và khi các anh chị về đồng hành cùng với Hùng Lê thì các anh chị được có những cái tư vấn, thứ nhất là tư vấn chung, và sau đó thì các anh chị có thể hỏi Hùng Lê qua những cái tin nhắn mà các anh chị có thể chat riêng với Hùng Lê. Đó, vậy thì và sau đó thì buổi tối ngày hôm đó thì Hùng đã có khuyến nghị các anh chị mở mua thêm một số các cái mã cổ phiếu, ví dụ như là KFB, ví dụ như BHN, ví dụ như là VGI, ví dụ như là VTK, SZL, BM, BCM, một số cái mã cổ phiếu trụ, CMG thì Hùng đã phân tích ở trong tuần trước. Đó, khuyến nghị thêm các anh chị mở mua một số các mã cổ phiếu, thì tí nữa Hùng sẽ đi phân tích tất cả các mã cổ phiếu mà Hùng đã khuyến nghị trên Zoom. Còn Hùng đang nói về một cái điểm chung, một cái chung, đó là VN Index của chúng ta. Thế thì trong cái buổi ngày hôm sau thì lúc đó là khoảng tầm độ mấy giờ, 2 giờ chiều của phiên ngày thứ năm, thì Hùng quan sát thấy là có những cái tín hiệu hồi, rất là tốt của ngày mười một giờ hai giờ đây. Lúc đó khoảng tầm 2 giờ thì Hùng có quan sát thấy là thị trường của chúng ta đang có những cái lực hồi, và việc là các nhà tạo lập đã đánh VN Index chạm về vùng 69960, và sau đó thì có một cái lực hồi kéo về vùng 970. Thì lúc đó Hùng có chat ở trên Zoom, đó là
30 phút nỗ lực để kéo xanh thị trường và đẩy VN Index của chúng ta về vùng 970. Và tại sao lại cái vùng 970 nó có ý nghĩa như thế nào mà Hùng lại đánh giá ở đó? Bởi vì vùng 970 là cái vùng đệm rất là quan trọng. Bởi vì khi test cung lại vùng 960 và kéo về vùng 970 thì cái hiệu ứng nó sẽ tốt lên. Và kết phiên thì VN Index không những là kéo về vùng 970 mà sit sát kéo về vùng 980 trong sự ngỡ ngàng của cộng đồng nhà đầu tư. Không ai nghĩ là VN Index có thể kéo về được đến 980. Bản thân Hùng Lê thì Hùng Lê cũng chỉ kỳ vọng là kéo về 970. Và sau đó thì phiên kết tuần thì Hùng có dự báo trong buổi tối ngày hôm qua thì có dự báo là khả năng là VN Index của chúng ta sẽ lấp lại cái gap, tức là thực ra bản chất là VN Index đã tạo một cái gap từ vùng 970. Hùng sẽ để vùng 970 đây. Tạo thành một gap từ vùng 970 này thì Hùng kỳ vọng là phiên ngày hôm nay thì VN Index sẽ một lần nữa test lại vùng 970 và sau đó kéo lên. Thì trong phiên thì không lấp đến về 970 và lấp về 973 thì như thế cũng là hết sức là tích cực rồi. Và có lúc thì VN Index của chúng ta đã chạm về vùng mây mù, tức là vùng 985 đến vùng 1000 điểm, và khi chạm về cái vùng kháng cự này thì đương nhiên VN Index của chúng ta sẽ có những cái động thái là bị rút lại và khả năng sẽ lình trình 1-2 phiên ở đây. Thì tí nữa cũng sẽ đi phân tích VN Index của chúng ta chi tiết như vậy. Thế thì rõ ràng một điều là khi mà các anh chị về cùng với team của Hùng Lê đồng hành, có những góc nhìn, có những quan điểm, thì ngoài cái việc là các anh chị sẽ được tham gia cái team hỗ trợ rất là chuyên sâu của Hùng Lê, có những cái mã cổ phiếu đẹp, và có những cái thời điểm, có những cái điểm nhấn mà Hùng Lê khuyến nghị cho các anh chị, thì các anh chị của chúng ta có thể lấy đó làm những cái điều mà chúng ta có thể tham khảo, chúng ta tham khảo thôi. Và điều quan trọng nhất là cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta cần học tập thêm và trang bị cho mình những cái nền tảng kiến thức để sau đó chúng ta sẽ tự trending và kết hợp thêm những cái góc nhìn tham khảo của Lê thì để giúp cho chúng ta có được những cái quyết định sáng suốt hơn. Ok, chúng ta sẽ dừng cái câu chuyện của VN Index của chúng ta ở đó và chúng ta sẽ đi nhìn nhận lại tổng quan toàn bộ các cái mã cổ phiếu của chúng ta. Vinhome, đối với Vinhome thì trong tuần vừa qua, kịch bản của Vinhome thì Hùng có đề cập ở đây, đó là Vinhome có thể test chỉnh lại ở vùng ở đây là bao nhiêu ạ? 84 đến vùng 85, nhưng mà rõ ràng trong tuần thì Vinhome đã rơi lại về vùng hỗ trợ đáy cũ ở đây, tức là khoảng vùng giá 83, xin lỗi cả nhà, khoảng vùng 82, và sau đó thì có một cây nến của phiên ngày thứ năm rút lên để đưa lại về vùng 80 84 và trong phiên ngày hôm nay thì đã có lúc Vinhome chạm vùng 85, tuy nhiên là kết phiên thì đã không giữ được mức giá cao nhất và đẩy Vinhome về lại vùng giá 83.5. Trên cái góc độ ngắn hạn thì chúng ta cũng thể thấy rằng là Vinhome thì đang có những cái dấu hiệu suy yếu nhất định, tức là đường MACD thì chưa có lực hồi. Dòng tiền thì đang rơi về vùng đáy, tức là khoảng vùng âm 5, thì khả năng là Vinhome sẽ có một cái lực hồi phục ở đây. Tuy nhiên cái lực hồi phục thì đầu tiên để hồi phục được hay không thì chúng ta sẽ phải xem là Vinhome có vượt thoát được cái cữ ở đây, tức là cữ 85. Cữ 85 khi vượt thoát được vùng 85 thì khả năng Vinhome sẽ đánh chỉnh lại về chạm lại cái vùng đỉnh cũ, đấy là vùng 90. Việc mà mở mua mới với Vinhome thì Hùng không có khuyến nghị, nhưng mà trên cái góc nhìn ngắn hạn thì Hùng nghĩ là khả năng nhà tạo lập sẽ đánh Vinhome lên ở trong tuần tới và sẽ kéo VN Index lại quay lại về vùng 985 đến vùng 1000 điểm. VRE, đối với VRE thì hiện tại đang hơi xấu, dòng tiền thì có tốt hơn, tuy nhiên là cái động lực để mà VRE tăng giá mạnh thì hiện tại cũng chưa thấy, bởi vì sau một cái nền hỗ trợ 36 này của VRE bị gãy xuống ở dưới nền hỗ trợ thì VRE đang cố lấy lại, và khả năng cao thì VRE vẫn lình xình ở quanh vùng 35. Khả năng thì VRE vẫn lình xình ở quanh vùng giá, đây là khoảng vùng giá 34.5. Đó, 34.5 đến khoảng vùng giá 35, động lực tăng giá mạnh hiện tại Hùng Lê chưa nhìn thấy đối với mã cổ phiếu VRE. Chúng ta cùng xem mã cổ phiếu VIX. Thì đối với VIX thì có một cái nền ở đây, nền 115 đến nền 118.
Nhịp đánh dẫn thứ nhất là VIX đã đánh chạm vùng 125, và khi đó thì cũng có phân tích cái kịch bản của VIX là sẽ đánh tiệm cận lên vùng 135. Sau đó thì VIX đã có những phiên rũ lại về nền, và hiện tại thì đã bứt ra khỏi nền, tức là bứt qua vùng giá 118 và hiện tại đang đóng cửa vùng giá 120. Có thể những cái tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn thì đang cho thấy là lực hồi của VIX đã xuất hiện, thì cái lực hồi này sẽ đánh lại VIX, sẽ đánh lại VIX về vùng giá 125 đã. Nhưng mà với quan điểm của ông Lê thì góc nhìn kỹ thuật là VIX sẽ đánh thủng vùng 125. VIX sẽ đánh thủng một vùng 25, và khi VIX đánh thủng vùng 125 thì cũng là một cái vùng hỗ trợ để giúp cho chỉ số VN Index của chúng ta có những cái xu thế tốt hơn ở trong tuần tới. Chúng ta cùng xem mã cổ phiếu Vinamilk. Vinamilk thì liên tục Hùng có phân tích mã cổ phiếu Vinamilk ở vùng nền thứ nhất đó là nền 123. Nền 123 và nền thứ hai đấy là nền 120. Nền 120 thì các anh chị cũng có thể nhìn thấy là trên ở một cái góc độ ngắn hạn. Ở trên một cái góc độ ngắn hạn thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy hai cái nền giá này là hai cái nền hỗ trợ của cổ phiếu Vinamilk. Ở đây, trong cái nền ngắn hạn ở đây thì đây là một cái nền hai cổ phiếu nền ngắn hạn, và khi chạm về cái vùng này thì Vinamilk thường có một xu thế bật lên. Trong tuần thì Vinamilk cũng đã có những yếu tố tạo lập đánh thủng gãy về có phiên này là phiên gãy về qua vùng 119 và sau đó cuối phiên thì kéo lên. Thì xu thế hiện tại của Vinamilk thì Hùng đang nhìn thấy là lực cầu thì nó chưa thực sự là mạnh. Tuy nhiên là dòng tiền thì đã có những cái xu thế tốt lên, xu thế tốt hơn, và đã xuất hiện một cái lực hồi ở đây, thì lực hồi này cần phải đẩy cổ phiếu này về lại vùng giá ở đâu ạ? Về lại vùng giá ở đây, tức là vùng giá 126.5. Lực cầu này cần phải đẩy về vùng 126.5 để chúng ta có thể xem lại cung cầu ở đây. Nhưng mà xu thế hiện tại thì Hùng đang nhìn thấy là khả năng thì vùng 126.5 sẽ sớm đẩy qua. Và cái mục tiêu của trong cái nhịp đánh này thì Vinamilk vẫn sẽ chạm về vùng 135. Một số anh chị có nói Hùng là tiếc quá bán mất cổ phiếu Vinamilk, thì thực ra là cái ranh giới giữa cái việc mà chúng ta phân tích kỹ thuật và giữa cái việc mà chúng ta kiên nhẫn với một cái mã cổ phiếu khi mà chúng ta đã định lượng được thì nó là hai cái phạm trù nó rất là khác nhau. Bởi vì rõ ràng một điều là bản thân Hùng Lê thì Hùng Lê có phân tích là nền giá 123 và nền giá 120, nhưng mà rõ ràng khi gãy một nền 120 thì nó cũng khá là xấu. Chúng ta cũng không thể biết được là khi Vinamilk gãy nền 120 rồi thì nó sẽ đi đến đâu. Đấy, vậy thì một cái động thái mà để an toàn nhất, các anh chị chỉ mất phí thôi, nó không sao cả. Khi gãy thì có thể ok, chúng ta có thể mua, nhưng khi có những cái phiên lực cầu quay trở lại như này thì chúng ta lại phải cover lại hàng. Đó, chúng ta lại phải cover lại hàng để đảm bảo rằng là chúng ta vẫn không bị mất hàng. Thì cái việc mà chúng ta bảo vệ tài khoản khi chúng ta bán đi thì đấy là một cái việc làm hoàn toàn đứng đắn, không có việc gì mà chúng ta phải lan tan hết. BVH. Đối với BVH thì trong những nhịp phân tích về vùng target trước đây thì đã xong. Sau đó thì BVH có những phiên test chỉnh thì Hùng có đề cập đến vùng 83.5, và tại vùng 83.5 này BVH đã không trụ được. Tức là phiên ngày 1 tháng 8 thì BVH đã gãy vùng 83.5. Điều này cho thấy một cái tín hiệu kỹ thuật xấu. Đó, các anh chị cứ hình dung như vậy. Vậy thì khi một tín hiệu xấu thì chúng ta cần phải bán ra. Đó, và sau đó thì BVH lại rơi lại về vùng nền và chạm lại kênh 71.5 đến vùng 75. Thì hiện tại BVH đang có những phiên lình xình, và Hùng cũng có khuyến nghị ở trên team đó là chúng ta quan tâm lại BVH ở vùng giá 77. Tuy nhiên ở trên một góc độ hiện tại thì Hùng đang nhìn thấy là lực cầu của cổ phiếu này khá là yếu, và đặc biệt đường MACD. Cái đường MACD nó hồi lên một tí và nó đang có xu thế mở rộng ra. Như thế này, và cái việc nếu mà đường MACD có xu thế mở rộng ra và phá vỡ cái kịch bản mà tích lũy 77 đây thì như thế thì BVH khả năng là sẽ bị rơi tiếp. Đó, các anh chị lưu ý giúp Hùng lên, nếu như anh chị nào mà chúng ta đang cầm nắm giữ mã cổ phiếu BVH thì chúng ta sẽ quan sát ở quanh vùng 77, và thậm chí là cái vùng nền tích lũy của cổ phiếu này đó là vùng 71.5 đến vùng 75.
71.5 đến vùng 75, đây là một cái vùng nền hỗ trợ của cổ phiếu thì các anh chị lưu ý. Cổ phiếu Mansan MSN. Mansan thì trong cái nhịp đánh vừa qua thì Hùng cũng đã có khuyến nghị các anh chị chúng ta quan tâm và mở mua, có thể mở mua quanh vùng giá 80. Bởi vì khi đó Hùng có nhìn thấy một cái lực hồi ở đây và có khả năng là cổ phiếu này có thể đánh tiệm cận đến vùng 85. Tuy nhiên là cái nhịp đánh nó bị thất bại và Mansan đã đánh rơi về vùng 75. Tức là giảm mất 5.000 và hiện tại thì Mansan đang có những cái nhịp đánh tích lũy lại ở quanh vùng nền 75. Những cái tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn hiện tại thì Hùng đang nhìn thấy có thể Mansan sẽ có một cái lực hồi. Cái lực hồi thì lực hồi trong ngắn hạn ở đây thì có thể từ cái nhịp này thì phải hồi về lại cái vùng mà nó bị gãy ở đây, tức là hồi về lại vùng 80. Hồi về vùng 80 và khi đó sau khi hồi về vùng 80 thì cổ phiếu này sẽ có những cái phản ứng tại đây và để khi đó thì chúng ta sẽ tiếp tục có những cái xu thế và nhận định những cái xu thế tiếp theo của cổ phiếu. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu VDC. Đối với VDC cái nhịp nhịp phân tích thứ nhất là chạm vùng 135 thì cổ phiếu này đã chạm rồi. Và từ vùng 135 này thì Hùng đang có kỳ vọng là cổ phiếu sẽ test lại vùng 130. Test lại vùng 130 xong thì từ vùng 130 này cổ phiếu lại có tiếp một cái nhịp đánh chạm về vùng 145. Chạm về vùng 145. Tuy nhiên là nếu mà xét ở trên góc độ kỹ thuật ngắn hạn thì Hùng đang nhìn thấy là tín hiệu dòng tiền đang hơi yếu với mã cổ phiếu VDC. Vì vậy các anh chị lưu ý giúp Hùng vùng 130, thậm chí nó có thể dưới vùng 130 một tí. Nếu như cổ phiếu VDC bị gãy vùng nền 130 với vol đạt khoảng tầm từ 1 triệu đến 1 triệu rưỡi cổ phiếu trong phiên thì chúng ta cũng sẽ xem xét, chúng ta sẽ tất toán đối với mã cổ phiếu này, bởi vì như vậy là cái lực hồi của cổ phiếu nó không còn. Các anh chị lưu ý VDC. Chúng ta cùng qua các cái mã cổ phiếu của ngành dầu khí thì đầu tiên đó là GAT. Với GAT thì khi chạm đến khoảng vùng 110 thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị nếu chúng ta cầm GAT thì chúng ta cũng nên tất toán, bởi vì là cái xu thế hiện tại của GAT thì có thể GAT sẽ chỉnh lại và tích lũy lại cái vùng nền. Cái nền kỳ vọng Hùng đang nền kỳ vọng thấp ở nền dưới này khoảng vùng 96. Khoảng vùng 96 đến vùng 97 và trong một cái điểm ngắn hạn ở đây có vùng 97 đến vùng 100. Vùng 97 đến vùng 100 là cái vùng nền mà Hùng đã phân tích ở trước này, thì khả năng khi chạm về đến cái vùng nền này thì có thể cổ phiếu sẽ lình xình ở đây, sẽ tích lũy lại ở đây. Trong xu thế ngắn hạn thì có thể lực hồi của GAT sẽ xuất hiện. Bởi vì Hùng đang nhìn thấy một số các tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu này lại đang có những cái dấu hiệu mà có thể xuất hiện một cái lực hồi ở đây. Khuyến nghị mở mua thì cũng không khuyến nghị, bởi vì là những cái lực hồi ngắn như thế này thì cái yếu tố, tức là chúng ta phải đánh giá cái việc là lợi nhuận trên rủi ro, cái lợi nhuận nó quá ngắn. Trong khi cái rủi ro thì nó cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố bất thường. Chính vì vậy nên là chúng ta sẽ cân nhắc giữa yếu tố lợi nhuận và yếu tố rủi ro để chúng ta có thể tham gia cổ phiếu tại thời điểm này. GAT tăng điểm thì nó sẽ ủng hộ cho xu thế của thị trường mà thôi. PLX thì đối với PLX trong những cái nhịp phân tích ở gần đây thì Hùng đang kỳ vọng PLX có một cái nhịp sóng dài và cái đích đến của PLX là vùng giá 70. Tuy nhiên là PLX đánh lên được đến khoảng vùng 66 thì sau đó PLX lại có những cái nhịp gãy chung với thị trường. Nhịp gãy thì PLX chạm lại về vùng hỗ trợ 61.5 và hiện tại thì đang lình trình ở quanh vùng 61.5. Chúng ta cũng có thể quan sát thấy là dòng tiền hiện tại đối với cổ phiếu PLX đang cực kỳ là ít, tức là thanh khoản PLX mỗi phiên chỉ đạt được khoảng tầm 400.000 cổ phiếu. Điều này đang cho thấy là những cái ý đồ tạo lập của PLX có thể tích lũy lại ở quanh vùng 61.5 ở đây. 61.5 ở đây và sẽ có những cái phiên mà có lực cầu quay trở lại để đưa cổ phiếu lại về lại vùng 65, về vùng 66, về đến vùng 65-66 và đưa lại cổ phiếu lại về cái quỹ đạo, thì hiện tại là Hùng đang kỳ vọng như vậy. Và cái vùng 61.5 này cũng là một cái vùng hỗ trợ khá là cứng, khi mà một số các tín hiệu kỹ thuật tại đây thì Hùng đang cho thấy là khả năng cổ phiếu sẽ lình trình và tích lũy tại đây. Động lực để PLX tăng mạnh trở lại thì Hùng chưa nhìn thấy và khả năng thì cổ phiếu này vẫn đang lình trình ở quanh đây. PVS. Đối với PVS đúng không ạ? Sau khi chạm những cái target mà Hùng phân tích ở trước đây thì PVS đã có một cái nhịp chỉnh và
Những nhịp chỉnh này thường có đề cập đến việc ở vùng nền giá 20. Nền giá 20 và những cái nền giá tại nền giá 20 này thì cổ phiếu PVS đang có những phiên tích lũy. Việc lình trình tích lũy đi ngang ở quanh đây nó sẽ tạo thành cái diện, nó sẽ tạo thành một cái nền tích lũy để có những nhà đầu tư sẽ thoát hàng và có những cái yếu tố tạo lập mới nó sẽ đi vào ở trong cái nền này. Trong một góc độ ngắn hạn thì vùng nền 20 cũng là một cái nền hỗ trợ khá ổn của PVS. Các anh chị có thể mở mua gom 1/3 đến 1/4 số định mua đối với mã cổ phiếu PVS, bởi vì Hùng đang nhìn thấy có những cái lực hồi của PVS tại vùng 20, thì có thể vùng 20 các anh chị có thể tham gia mã cổ phiếu PVS. PVD thì sau những cái phiên mà lình trình và gãy về gần chạm về vùng 15, PVD thường có đề cập đến vùng 15 thì đang có hai phiên rút lại đây. Tuy nhiên là cái việc rút lại của PVD thì Hùng cũng chưa nhìn thấy thực sự là tích cực. Bởi vì khi đó thì PVD lại quay lại cái vùng ở đây, tức là cái vùng kháng cự khá là dài ngay ở trước mắt đấy, khoảng vùng 16.5 đến khoảng vùng 17. Đó, 16.5 đến vùng khoảng 17, tức là nó rất gần ở đây rồi. Thì cái việc mà chúng ta mở mua cổ phiếu ở trong cái giai đoạn ngắn như thế thì nó sẽ rất là bất lợi. PVT thì chúng ta sẽ nhìn ở trên cái sóng tuần thì nó sẽ nhìn một cách tổng quan hơn. Thì đối với PVT, trong một cái quan điểm ở gần đây thường có đề cập đến việc là chúng ta sẽ tham gia mã cổ phiếu PVT, bởi vì PVT hiện tại thì cũng đang nhìn thấy là có những cái dấu hiệu mà nó khá là ok sau khi mà PVT đã hoàn thành những cái sóng chỉnh khá là tốt, sóng chỉnh A, sóng hồi B và sóng chỉnh C, và sau đó thì đang có những cái nền mà có xu thế bẻ gãy tích lũy. Và Hùng phân tích mã cổ phiếu PVT ở nền 16.5 đến nền 17 đã khuyến nghị các anh chị chúng ta mở mua. Đối với PVT thì Hùng đang kỳ vọng một cái nhịp sóng dài. Ở đây thì Hùng đã có phân tích sơ tiên lượng ở đây, tức là có hai cái mũi tên xanh này. Thì cái đích đến đầu tiên của PVT cần phải đến, đó là phải vượt được cái vùng kháng cự 19, vùng kháng cự ngắn hạn đấy là vùng 19 ở đây. Và vùng nền của PVT đó là cái vùng nền từ 16.5 đến nền 17. Nếu các anh chị chúng ta yêu thích mã cổ phiếu PVT thì có ở vùng này chúng ta hoàn toàn có thể mở mua đối mã cổ phiếu PVT. PVT thì Hùng đang kỳ vọng một cái sóng dài, đánh cổ phiếu theo sóng dài thì chúng ta phải kiên nhẫn, chúng ta không có cách nào khác. Khi cổ phiếu về những cái vùng hỗ trợ hoặc là có những phiên test sâu thì chúng ta sẽ mua gia tăng tỷ trọng, và có thể là khi có những cái lực hồi quay trở lại thì chúng ta sẽ bán những cái hàng sẵn có của chúng ta. Đấy là chúng ta gọi là chém cá ở trên thớt, tức là chúng ta liên tục quay vòng như vậy. Nếu như chúng ta có một cái chiến thuật đánh đối với những cái mã cổ phiếu mà chúng ta đánh dài hơi thì chúng ta sẽ làm như vậy. Ok, các cái mã cổ phiếu ngành dầu khí thì chúng ta cũng chỉ có điểm qua như vậy thôi. Chúng ta sẽ qua các mã cổ phiếu về ngành ngân hàng để chúng ta xem sóng ngân hàng nó đến đâu. ACB thì lại quay lại cái vùng nền tích lũy, nó khá là xấu, khá là yếu, cũng chưa có những cái tín hiệu thực sự là đột biến và thực sự là xuất sắc. Khả năng cao thì cổ phiếu ACB vẫn là một cái nền tích lũy đi ngang ở quanh nền 20 thôi. Nền 22. Chưa có những cái tín hiệu kỹ thuật nào cho thấy rằng cổ phiếu này có một cái lực hồi. Tiếp theo đó là Vietcombank. Vietcombank thì trong phiên ngày hôm qua tạo lập đã có một phiên kéo lên. Thì đối với Vietcombank thì Hùng cũng có đề cập đến đây một cái nền cổ phiếu này có thể test chỉnh lại quanh nền 75. Khi chỉnh về nền 75 thì cũng là cái nền hỗ trợ cuối cùng. Nếu như cổ phiếu bị gãy nền 75 thì như thế là chúng ta xác định là chúng ta phải out. Còn nếu tại nền 75 này mà vẫn có những cái lực kéo lên thì như thế là chúng ta vẫn còn có cơ hội để có thể bán được cổ phiếu ở những vùng cao hơn. Quan điểm hiện tại của Hùng thì Vietcombank ở vùng 80 cũng là một cái vùng khá là kháng cự khá là mạnh rồi. Những yếu tố tạo lập có thể sẽ kéo lình trình ở quanh đây thôi, và chúng ta sẽ có những cái cơ hội để chúng ta ra hàng. Còn việc mà mở mua mới đối với Vietcombank hiện tại chúng ta không nên tham gia. Trên xu thế ngắn hạn hiện tại thì đường MACD đang khá là xấu, khi mà những cái đường tín hiệu đang mở rộng ra, một số các chỉ báo kỹ thuật khác thì cũng đang cho thấy những cái lực hồi của Vietcombank chỉ là những cái lực hồi cục bộ để đánh lên để giữ nhịp cho thị trường. Chúng ta cùng đi mã cổ phiếu công thương CTG.
Thì công thương trong giai đoạn hiện tại cũng đánh một cái nhịp sóng rất là ngắn. Khi chạm về vùng hỗ trợ 20 thì cổ phiếu lại thường có xu thế bật lên và đâu đó chạm được đến vùng 22 đến vùng 23. Vùng 22 đến vùng 23 thì cổ phiếu lại có xu thế đánh bật trở lại. Trên góc độ ngắn hạn thì Hùng chưa nhìn thấy động lực tăng giá mạnh của công thương. Xu thế vẫn lình xình đi ngang, chưa có những động lực tăng giá mạnh. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu BID. Phiên ngày hôm nay thì BID đã có một cái lực hồi khá là tốt. Trong trong cái kịch bản Hùng Lê phân tích, khi Bit chạm về vùng 36 và từ vùng 36 này thì Hùng có đề cập đến việc là Bit có khả năng sẽ chỉnh lại, về quanh vùng 34.5. Đó, các anh chị có thể nhìn thấy những cái, đây là những cái mà Hùng vẫn để nguyên như vậy. Hàng tuần thì chúng ta sẽ liên tục phân tích các cái mã cổ phiếu mà chúng ta theo dõi ở trên team. Có thể chạm về vùng 34.5 và từ vùng 34.5 này thì sẽ có những cái lực hồi để đánh lại về vùng 36. Thì trong phiên ngày hôm nay là Bit đã chạm vùng 36, thậm chí là trong cái điểm cao hơn ở đây là Bit đã chạm hẳn lên đến vùng gần vùng 36.5, trên 36.5. Và kết phiên thì Bit đã không giữ được cái không không giữ được cái mức giá cao nhất. Không giữ được cái mức giá cao nhất. Thì với kịch bản hiện tại của Bit như thế này thì Hùng đánh giá rằng là xu thế tăng giá tiếp theo của Bit sẽ được xác lập. Tuy nhiên, Bit sẽ cần có một đến khoảng 1 đến 3 phiên. 1 đến 3 phiên Bit sẽ test lại ở quanh vùng 36.5, ở đây lấp lại gap vào khoảng vùng 35.5. Đây là một cái gap mà khả năng là cổ phiếu này sẽ cần 1 đến 3 phiên. Ở 1 đến 3 phiên cổ phiếu này sẽ lình xình ở đây, và cái đích đến sau khi lình xình ở đây thì chúng ta sẽ quan sát những cái tín hiệu kỹ thuật và cái đích đến ở trong nhịp này. Bit sẽ là một trong những cái mã cổ phiếu của ngành ngân hàng mà sẽ có khả năng là sẽ thay thế vị trí của Vietcombank. Bởi vì là khi mà trong các cái dòng mã cổ phiếu thì thường tạo lập sẽ tìm kiếm những cái mã cổ phiếu để đánh dẫn dòng. Thì Bit sẽ là một trong những mã cổ phiếu mà Hùng đang tiên lượng rằng là khả năng là sẽ thay Vietcombank. Ok, đây là một mã cổ phiếu mà các anh chị hết sức lưu tâm. Chúng ta có thể mở mua đối với mã cổ phiếu Bit MBB. MBB thì nền của MBB là nền 21 đến 21.5, và trong những cái tiên lượng gần đây thì Hùng có đề cập đến việc là khả năng là cổ phiếu này chỉnh đâu đó chạm ở đây vùng bao nhiêu đây ạ? Khoảng vùng 21.5. Tức là chạm lại về vùng nền, và từ 21.5 này thì lại có những cái lực hồi đánh 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 tiệm cận lại đến vùng đỉnh cũ. Thì trong phiên ngày hôm nay thì suýt soát về đến vùng đỉnh cũ. Lực hồi để đánh sóng dài của cổ phiếu MBB thì Hùng vẫn chưa nhìn thấy. Chúng ta thử xem ở trên biểu đồ nến tuần. Hùng vẫn chưa nhìn thấy những cái lực đánh đánh sóng dài của cổ phiếu MBB, và khả năng thì chúng ta cần phải kiên nhẫn và chờ đợi mã cổ phiếu này. Tuy nhiên một cái nền ở đây, để Hùng sẽ xem lại một cái nền ở đây là bao nhiêu ấy. Chúng ta sẽ xem lại ở đây để có một cái sóng dài. Để có một cái sóng dài thì cái nền 23 là một cái nền mà sẽ quyết định rằng cổ phiếu MBB có một sóng dài hay không. Và Hùng sẽ chờ ở nền 23 để chúng ta sẽ phân tích khoảng nền 23 23.3 và khoảng nền 22.8. Chúng ta sẽ chờ ở đây để chúng ta có xem thử là MBB là có một cái sóng dài hay không, thì cổ phiếu MBB chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. STB đó, các anh chị có thể nhìn thấy rằng là những cái mã cổ phiếu Hùng bảo là chưa có những cái tín hiệu kỹ thuật, hoặc là nó đang xấu, đang yếu, thì nó một là nó chỉ có giảm giá, và hai thì nó lình xình đi ngang, nó rất là khó chịu, đúng không ạ? Nó rất là khó chịu. Một mã cổ phiếu về ngân hàng VIB. VIB thì đã được Hùng Lê khuyến nghị ở trong thời điểm trước chia, tức là khi đó Hùng khuyến nghị ở vùng giá 19, và sau chia thì đâu đó nó thành vùng giá bao nhiêu ạ? Hùng sẽ thử chia lại nhé. 19 mà chia cho bao nhiêu ạ? 1,18 mà. Là nó rơi vào vùng 16.1,
vùng 16.1 đây, vùng 16, vùng 16.1. Mã cổ phiếu VIB thì Hùng đã theo dõi mã cổ phiếu này rất là dài và Hùng đã có những cái khuyến nghị cho các anh chị. Bản thân thì trong tuần trước thì Hùng đã có phân tích mã cổ phiếu VIB với đích đến của VIB trong nhịp này sẽ đánh chạm vùng 20 đến khoảng vùng 21. Tại sao lại như vậy? Bởi vì Hùng đang nhìn thấy có những động lực tăng giá của VIB khá là tốt, và đối với mã cổ phiếu VIB thì trên trong team của Hùng Lê thì Hùng đã có những cái phân tích rất là sớm. Các anh chị có thể nhìn thấy là cách đây VIB đây 11 ngày, đây cách đây 11 ngày VIB đang có dấu hiệu đánh bứt nền 19, gặp cản ngắn hạn ở vùng giá 20 và xu thế của cổ phiếu này hiện tại khá là ok. Thì đây là nền 19, là cái nền trước chia. Các anh chị lưu ý là nền trước chia, thì bây giờ nền sau chia nó lại rơi vào nền 16. Thì trước cách đây 11 ngày, tức là cách đây 2 tuần thì Hùng đã có những phân tích định lượng về mã cổ phiếu này và tiên lượng những cái đích đi đến của cổ phiếu ở vùng giá 20. VIB hiện tại quá là đẹp rồi. Xu thế hiện tại là xu thế tăng giá và cổ phiếu đang có những cái phiên chạy nước rút rất là đẹp. Phiên chạy nước rút rất đẹp và target gần của cổ phiếu sẽ là vùng 20 đến 21. Đó, thì các anh chị cũng có thể thấy rằng là liên tục đó 11 ngày và đó, và liên tục Hùng luôn cập nhật các cái mã cổ phiếu này để cho các anh chị ở trên team có được những cái định hướng của cổ phiếu. Đấy, các anh chị có thể nhìn thấy như vậy đó. Mã cổ phiếu về chứng khoán thì chúng ta sẽ xem mã cổ phiếu SSI. SSI thì đã gãy mất cái nền ở đằng trên này và sau đó thì cổ phiếu này đã rơi chạm lại về vùng 22. Ở vùng đây là một cái nền, nếu mà chúng ta nhìn ở trong một cái xu thế dài hạn thì cổ phiếu này cũng gần như đã trả về đến cái vùng hai mươi một chấm năm cũng là trả gần hết cái sóng tăng ở trước đó. Và hiện tại thì SSI đang có những cái động thái lình xình ở đây. Thì lình xình thì chúng ta lại quan sát thôi, chúng ta cứ phải bình tĩnh, bởi vì khi cổ phiếu đã gãy nền thì chúng ta phải hết sức là bình tĩnh để chúng ta quan sát tiếp những cái động thái tiếp theo. Nền tích lũy của SSI ở đây là nền 21 đến nền 22.2 ở đây. Cổ phiếu này sẽ lình xình tích lũy tại đây và trên một cái xu thế ngắn hạn thì Hùng đang nhìn thấy có lực hồi. Và các anh chị có thể mua cổ phiếu SSI ở trong cái vùng nền này và hồi một nhịp ngắn, tức là hồi lại về cái vùng nền ở trên này này. Đó, sẽ hồi về lại đây, tức là khoảng vùng 24 đến khoảng vùng 25 gì đó. Các anh chị lưu ý một cái lực hồi lên đây. Và trong phiên ngày hôm nay thì Hùng cũng đã nhìn thấy những cái sóng sánh của cổ phiếu chứng khoán. Ok, HCM. HCM thì trong phiên ngày hôm nay cũng đã có một phiên tăng kịch trần với VON, thì VON này hơi khủng thì sẽ có những phiên test trả lại. Các anh chị của chúng ta cứ bình tĩnh, cổ phiếu không chạy đi đâu mà mất. Trong những cái nhịp ở gần đây thì Hùng có đề cập và phân tích cho các anh chị ở nền giá 20, khi chạm nền 20 cũng là một cái nền hỗ trợ khá là dài của cổ phiếu HCM và cũng có thể nói là một cái nền hỗ trợ trung hạn, không những trung hạn mà có gọi là dài hạn luôn. Nền hỗ trợ 20 thì cổ phiếu khi mà chạm về nền hỗ trợ 20 ở trong một cái phiểu trung và dài hạn, và đặc biệt là trong ngắn hạn, thì đây một cái đích đánh, một cái nền hỗ trợ đây cũng chạm về vùng 20 và cổ phiếu bật lên, thì cổ phiếu đã có được mấy tuần tích lũy 2 tuần. HCM đã có 2 tuần tích lũy ở quanh nền 20 và phiên ngày hôm nay thì đã có một phiên đánh khá là mạnh. Sau phiên đánh khá là mạnh này thì Hùng sẽ kỳ vọng là cổ phiếu sẽ không chạy được ngay đâu. Các anh chị cứ bình tĩnh và chắc chắn là như vậy. Cổ phiếu này cần nền 20.5 và nền 19.5. Đấy là cái nền mà cổ phiếu này sẽ cần phải vật lộn ở đây, vật lộn thêm ở đây.
vật lộn đến lúc nào mà xác định rõ xu thế, có một cái nhịp đánh đánh lên, có thể đánh lên và xong này đánh rũ xong đó thì chúng ta quan sát để chúng ta sẽ vào hàng. Khi nào vào hàng thì Hùng sẽ chat và khuyến nghị cho các anh chị ở trên room. Mã cổ phiếu VCI thì nó đã quá quen thuộc đối với những anh chị mà theo dõi những cái bản tin của Hùng Lê. Tôi bỏ hết những cái này đi cho nó đỡ rối rắm ở trên màn hình. VCI đúng không ạ? VCI thì trong hàng tuần khi Hùng có phân tích mã cổ phiếu này, VCI, ok, VCI có một cái nền tích lũy ở đây là một cái nền từ vùng giá 30 đến khoảng giá 33. Và ở trong cái nền tích lũy này thì Hùng đang nhìn nhận là chúng ta sẽ chờ để lúc mà cổ phiếu này có những cái phiên vượt thoát và bứt nền. Phiên vượt thoát và bứt nền và cái đích đến ở đây, đích đến tiếp theo của cổ phiếu là vùng giá 40. 40 ở trong ngắn hạn, thì vùng giá 40 ở đây. Và rõ ràng một cái điều là khi các anh chị của chúng ta kiên nhẫn và chúng ta theo dõi các cái mã cổ phiếu thì chúng ta sẽ nốt lại những cái mã cổ phiếu đấy phân tích. Và ví dụ như ở vùng nền, tức là cái vùng 33, vùng 30, vùng 33, chúng ta có thể mở mua 1/3 số chúng ta định mua. Và cái phiên này này, phiên này các anh chị này, phiên này là phiên ngày bao nhiêu ạ? Phiên ngày 15 tháng 8 có những cái dấu hiệu bứt nền. Bứt nền thì chúng ta sẽ mở mua thêm 1/3 nữa. Và có thể phiên ngày hôm nay khi mà cổ phiếu bứt qua nền 35, khi cổ phiếu bứt qua nền 35 thì chúng ta sẽ mở mua hết đối mã cổ phiếu này. Đó, ví dụ như vậy. Vậy thì cái phương pháp quản trị rủi ro về dòng tiền, quản trị rủi ro về tài khoản của chúng ta rất là ok. Xu thế ngắn hạn của V, đây là một mã cổ phiếu mà Hùng theo dõi khá là dài rồi. Thì xu thế cổ phiếu này đã có một cái xu thế tăng giá tốt, những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại đang cho thấy là xu thế tăng giá và sẽ hồi về vùng 40. Khi dòng tiền tốt và một số cái chỉ báo kỹ thuật khác, đường MACD và một số full cái chỉ báo kỹ thuật thì đang cho thấy rằng là VCI đang tăng tốt. Ok. Mã cổ phiếu chứng khoán thì mã cổ phiếu CVI, có một cái mã cổ phiếu là TVB. Chứng khoán Trí Việt thì Hùng cũng đã đưa vào quan sát và Hùng không phân tích mã cổ phiếu này. Bởi vì mã cổ phiếu này thì nó như thế nào nhỉ? Tức là ý là đại loại nó không được happy cho lắm. Không được happy về mặt gọi là cơ bản. Tuy nhiên các anh chị cũng có thể thấy rằng là cơ bản nó chỉ là một yếu tố, cơ bản nó chỉ là một phần thôi, một phần ở trong cái quá trình chúng ta đánh nước sóng. TVB đã có một cái mức tăng rất đẹp từ vùng giá đây. Cái vùng này là vùng chúng ta sẽ mở mua rất là đẹp ở đây, vùng 18. Và sau đó thì tiếp theo là cổ phiếu này sẽ bứt qua tiếp vùng nền 19.5. 19.5 và sau đó thì cổ phiếu bứt tiếp một cái nền ở đây nữa là nền 21. Nền 21 và bây giờ chạy về đến nền 24 và cái đích đến của cổ phiếu này thì khả năng là sẽ đánh chạm về vùng đỉnh cũ là vùng 26. Đó, các anh chị có thể nhìn thấy. Cơ bản của cổ phiếu TVB không có gì đặc biệt xuất sắc, nhưng so với việc là nếu chúng ta mua cổ phiếu này ở trong cái thời gian vừa qua với một cái mã cổ phiếu cơ bản cực kỳ tốt như là Techcombank hay là như là Hòa Phát thì rõ ràng là cổ phiếu này đã cho chúng ta một cái lợi nhuận rất là lớn. Đấy là cái ưu việt của cái việc là chúng ta tìm những mã cổ phiếu để chúng ta đánh lướt sóng so với cái việc là chúng ta đầu tư cơ bản. Đó. Chúng ta sẽ nói tiếp đến cổ phiếu FPT. FPT thì một số các anh chị cũng có hỏi Hùng ở trên Zoom. Đây Hùng sẽ xem lại. FPT thì một số bạn có hỏi mua ở vùng 49 thì đã chốt được chưa? Đó, vùng 49 được chưa? Thì Hùng có phân tích ở đây, dự là vùng 55, tại đó thì chốt được và xu thế hiện tại, xu thế chung hiện tại là vẫn ổn. Thì đối với mã cổ phiếu FPT là một mã cổ phiếu về ngành công nghệ. Trong phiên ngày hôm nay, FPT đã chạm gần đến vùng 55 và khi mà cổ phiếu chạm về những cái vùng target thiết kế thì thường nó phải lình trình cái đã. Ít nhất là chạm về đấy thì ông cũng phải lình trình cái đã. Ông lình trình xong đó thì ông có thể có những cái lực cầu test cung, test lại cung cầu và sau đó thì ông mới có thể đi được tiếp. Thì trong phiên ngày hôm nay thì FPT đã có một cái lực chốt lời khá là mạnh, một số anh chị em thì tối nay có gọi điện cho Hùng có hỏi là thế Hùng Lê làm ở trong đội nhóm đội lái hay sao mà lái FPT về 55 xong chốt nhiều thế, thì đấy là một câu nói vui. Nhưng mà thực sự là cái cách chúng ta nhìn nhận cổ phiếu thôi, tức là về thường về những cái vùng mà kháng cự mạnh thì
tâm lý chung của nhà đầu tư cũng như đội lái, đội tạo lập của người ta cũng sẽ chốt ra, người ta cũng sẽ chốt ra đó. Và với việc mà FPT bị chốt như ngày hôm nay thì khả năng FPT sẽ test lại ở đâu đó cái vùng thấp thấp ở dưới này, tức là vùng mà cổ phiếu này bắt đầu xuất phát, vùng 48 khoảng vùng 48, nhưng test ở vùng 48 thì nó hơi sâu, khoảng vùng 50. Khả năng trước mắt thì sẽ chạm về vùng 50, từ vùng 55 sẽ chạm về khoảng vùng 50 đây này. Và từ đây thì sẽ lình trình lại tích lũy lại ở đây, tích lũy lại ở vùng biên ở đây. Với FPT thì những anh chị nào đang cầm nắm giữ thì chúng ta cũng thể canh để chúng ta chốt dần, chốt bớt. Bởi vì xu thế như ngày hôm nay là cái lực chốt lời nó khá là mạnh rồi. Câu chuyện về Ri đúng không ạ? Ri thì nếu những anh chị mà cũng xem những bản tin của Hùng Lê thì các anh chị cũng đã có thể nhận diện được cái cách mà Hùng Lê đi lệnh và cái cách mà Hùng Lê phân tích mã cổ phiếu Ri. Đây, Hùng phân tích mã cổ phiếu Ri từ vùng giá 32.5. Các anh chị cứ xem lại tất cả những bản tin của Hùng Lê đi. Cái đường xanh xanh này là cái đường mà Hùng đã phân tích ở đây, và Hùng nhớ không nhầm thì cái điểm phân tích mà cái điểm tỉ bật của Hùng ở đây, khi đó thì Ri đang nằm ở cái vùng này. Ri đang nằm ở cái vùng này. Và đến bây giờ thì chúng ta cũng có thể thấy là Ri có những cái thông tin về việc bán vốn. Cái việc bán vốn thì người ta bảo tin ra thì bán, hay là tin ra như thế nào đó thì Hùng cũng không. Đây, Hùng sẽ đánh lại, hình như Ri có bây giờ là báo mới đăng là Ri có những cái thông tin về bán vốn và định giá ở đâu đó khoảng đây. Tập đoàn Singapore muốn chào mua 02 Ri ở vùng giá 45 thì là tin mới ra thôi. Tuy nhiên Hùng Lê đã có những cái nhận định phân tích cổ phiếu Ri tại những cái thời điểm mà rất là sớm, bởi vì lúc đó thì Hùng có nhận định thấy là Ri đang có một cái triền sóng, đang có một cái triền sóng và đang có những cái điểm tỉ bật ở quanh vùng 32.5. Và trong cái phân tích của Hùng Lê thì trong cái nhịp đánh này thì Hùng có phân tích là Ri sẽ đánh về đâu đó khoảng vùng bao nhiêu. Đây các anh chị có thể xem lại những cái bản tin phân tích của Hùng Lê, là Ri sẽ đánh về vùng 30 37. Ri sẽ chạm về những cái vùng 37, và từ vùng 37 này có thể vùng 37 đến vùng 38, vùng 37 đến vùng 38, nhưng Hùng kỳ vọng ở vùng 37. Và khi chạm về vùng 37 thì sao, thì Ri sẽ cần thời gian. Và trong cái việc bán vốn là chào mua công khai ở vùng giá 45 thì Hùng nghĩ cũng hoàn toàn hợp lý đối với Ri. Và có nhịp này có thể Ri sẽ đánh về vùng 45 đến vùng 47, tức là vùng khá là cao ở trên này. Thậm chí là có thể về đến vùng 47, nhưng mà vùng 45 một cái mức giá đưa ra đối với Ri cũng khá là hợp lý. Tuy nhiên là quan điểm Hùng là các anh chị bây giờ chúng ta sẽ không mua đuổi nữa. Chúng ta mua là chúng ta mua ở tại những cái thời điểm Hùng Lê phân tích ở đây, tại những cái thời điểm hoặc ít nhất là đây, hoặc là cây nến này, tức là cây nến của ngày mùng 8 tháng 8 thì chúng ta đã có thể mở mua Ri. Còn khi Ri đã chạy lên những bước ở trên này, tức là chạm về vùng 37, thì khi chạm về vùng 37 thì cổ phiếu này lại 37 đến vùng 38 thì khả năng sẽ chỉnh chỉnh ở đâu đây, và cái chỉnh chỉnh ở đâu đó thì Hùng sẽ tiếp tục cập nhật cho các anh chị ở trên Zoom. Khi cổ phiếu chỉnh lại và sẽ có những cái nhịp điểm nhấn để giúp cho chúng ta có thể nhận diện được là những cái điểm chỉnh nó đã chỉnh xong, và cái lực hồi tiếp theo thì tại những cái điểm đó thì chúng ta mới tham gia. Đó, chúng ta không nên mua đuổi theo Ri nữa, bởi vì là Ri đã hoàn thành cái target cùng phân tích ở đây là vùng 37 đối với mã cổ phiếu Ri. Novaland thì như thế nào ạ? Novaland. Ai chả đánh qua đến tận vùng 62. Đối với Novaland thì không có gì là xuất sắc, 61.5. Cứ chạm cái vùng ở đằng dưới này thì chúng ta mua, và cứ khoảng vùng 61.5 thì chúng ta bán. Hùng chưa nhìn thấy một cái sóng dài được trước thì Hùng cũng có kỳ vọng cái sóng dài đánh của Novaland. Nhưng mà hiện tại thì chưa nhìn thấy một cái sóng dài, nhưng mà khả năng là cổ phiếu này sớm muộn thì cũng sẽ có một cái nhịp hút lên. Hút lên đến vùng đâu? Đến vùng 70. Nhưng mà hiện tại chưa nhìn thấy, để xem cái nhịp đánh này xem như thế nào, đừng xem trên biểu đồ đến tuần thì có gì đột biến không? Có gì đột biến không ta? Hiện tại là chưa có gì đột biến. Nhưng mà xu thế mà giảm giá mạnh của cổ phiếu thì nó cũng không có, tức là
lình trình ở quanh đây khoảng đây vùng giá 58 có hai cái điểm đó để Hùng đánh lên đây cho các anh chị. Nếu mà chúng ta quan tâm đến mã cổ phiếu Novaland thì cứ như thế chúng ta diễn thôi. Nhựa Bình Minh BMP. BMP thì Hùng cũng có liên tục phân tích cổ phiếu này ở cái vùng nền ở đây vùng 41.5 đến vùng 45. Target đầu tiên là vùng 51 đến vùng 52 đã hoàn thành, và sau đó thì Hùng có đề cập đến việc là cổ phiếu này sẽ chỉnh về đâu ạ? Chỉnh về vùng 48 và sâu hơn có thể là vùng 47. Từ vùng 47 đến vùng 48 này thì Hùng đang kỳ vọng là cổ phiếu này sẽ đánh chạm lại về vùng 55. Đánh chạm vùng 55 thì xu thế hiện tại của Bình Minh cũng khá là tốt, khá là ok. Chúng ta có thể nhìn thấy ở trên biểu đồ nến tuần thì nó hơi dít một tí, nhưng mà chúng ta nhìn ở trên biểu đồ nến ngày thì sau những cái phiên tăng mạnh, đây là những cái phiên lấp gáp này, rũ bằng sạch thì thôi và sau đó lại kéo lại. Và điểm hẹn tiếp theo của cổ phiếu này là cổ phiếu cần phải đánh vượt cái vùng ở đây, vùng đâu đây. Cái vùng này là vùng phức tạp phết đấy, vùng 52. Vùng 52 cổ phiếu này sẽ đánh vượt qua, và xu thế ngắn hạn thì cái đích đến là vùng 55 không có gì thay đổi, và từ vùng 55 này có thể cổ phiếu sẽ chỉnh một tí và sau đó sẽ đánh tiếp những cái sóng dài hay không thì Hùng sẽ tiếp tục phân tích và cập nhật cho cộng đồng nhà đầu tư. Chúng ta Hùng kiểm tra lại thiết bị âm thanh một tí. Ok. PNG. Đối với PNG thì Hùng có khuyến nghị mua kèm cùng với Mansan, tức là hai mã cổ phiếu cặp PNG và Mansan thì Hùng đã khuyến nghị ở trên Zoom. PNG không biết là cũng khá là dài rồi nhỉ. Không biết là nó nằm ở đâu, đã có khuyến nghị nhiều lắm. Nó nằm ở trên Zoom Hùng không nhớ, nhưng mà cái bộ đôi của PNG và Mansan là Hùng khuyến nghị mua cùng ngày. Cặp đôi đó là khuyến nghị mua cùng nhau, thì Mansan bị thất bại và PNG thì không thất bại. PNG Hùng khuyến nghị các anh chị chúng ta quan tâm ở vùng giá 77 và đích đến của PNG sẽ là chạm vùng 90. Trong phiên ngày hôm nay thì PNG bị chốt khá là mạnh, chốt như thế này thì lại hỏng rồi. Và PNG đã chạm được về đến đâu ạ? Gần đến vùng 89. PNG đã chạm về vùng 89 và đã có một phiên chốt khá là mạnh. Chốt như thế này lại hỏng rồi. Chốt như thế này thì chúng ta sẽ lại phải xem PNG ở đây. PNG ở đây ở vùng 84.2. Nếu tại vùng 84.2 này cổ phiếu không bị gãy thì cái cơ hội mà cổ phiếu này đánh lại về vùng 90 là còn. Ngược lại tại vùng này mà bị gãy thì như thế là chúng ta cũng nên tất toán cổ phiếu này từ vùng giá 77. Hùng đã khuyến nghị các anh chị đây, tại vì tại lúc đó thì Hùng đã nhìn thấy có những cái điểm tì bật của PNG tại vùng giá 77 khá là tốt. Qua cái câu chuyện này thì Hùng cũng muốn nhắc lại với cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta, đó là cái quan điểm về việc đúng và sai nó diễn ra hàng ngày, thường xuyên, liên tục ở trên thị trường chứng khoán. PNG và mã cổ phiếu Mansan là hai mã cổ phiếu Hùng khuyến nghị đồng thời với nhau. Vậy thì cái cách mà chúng ta trending ở trên thị trường, chúng ta sẽ không mua all in mã cổ phiếu Mansan cũng như không mua all in mã cổ phiếu PNG, mà chúng ta nên phân bổ cái danh mục đầu tư của chúng ta ra 5 cổ phiếu. Vậy thì khi Hùng Lê khuyến nghị như vậy, chúng ta có thể mua PNG, chúng ta có thể mua Mansan, là hai mã cổ phiếu chúng ta mua đồng thời. Và khi cổ phiếu về đến tài khoản Mansan thất bại, chúng ta sẽ cắt ngay từ những cái thua lỗ nhỏ đầu tiên. PNG thành công, chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta nắm giữ và chúng ta có thể gia tăng tỷ trọng để đi về đến target phân tích. Thì Hùng có nhắc lại với tất cả cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta một việc như vậy. Mã cổ phiếu MWG. MWG thì Hùng phân tích khá là dài từ đâu đó vùng 80 đâu, vùng 87 à, không phải, thấp hơn nữa cơ. Vùng 82.5. MWG đã được Hùng Lê phân tích từ nền 82.5, tức là các anh chị cũng có thể nhìn thấy là từ đây, từ vùng ngày 26 tháng 4 và đến tận bây giờ là tháng 8, tức là dòng giá 4 tháng trời
4 tháng trời thì Hùng luôn theo sát mã cổ phiếu này, từng cái target một, từng cái nhịp đánh một để giúp cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta có thể nhìn nhận và đánh giá một cái cách nó là tích cực nhất. Thì trong cái nhịp này thì Hùng có đưa ra target của MWG vùng 120. Thì ngày hôm nay MWG đã chạm về vùng target của Hùng Lê phân tích vùng 120. Vùng 120, và khi chạm về vùng 120 thì cổ phiếu thế nào? Các anh chị có thể nhìn thấy là ngày hôm nay thì MWG cũng đã bị chốt khá là mạnh và không đóng cửa ở cái vùng giá cao nhất. Và với xu thế hiện tại như thế này thì MWG phải chỉnh đã. Đó, chỉnh rồi chúng ta sẽ từ cái chỉnh đó thì Hùng sẽ có những cái tiên lượng tiếp theo để xem là cổ phiếu có thể vượt thoát và đi tiếp được hay không. Thì vùng chỉnh thì vùng 110. Chỉnh đẹp về 110 đi, và sau đó thì lấy động lực để đi tiếp. Và như vậy thì vùng 110 sẽ trở thành một cái điểm hỗ trợ tiếp theo của cổ phiếu, và cũng nên chỉnh như vậy thì cổ phiếu nó mới đi xa được. Đó, các anh chị cũng thể nhìn thấy là MWG liên tục phân tích từ tháng 4 đến tận bây giờ là cũng đã 4 tháng cái dòng giã như vậy. Đó, đi theo từng ngày và đi theo từng cái trend sóng của mã cổ phiếu. Ok. Mã cổ phiếu TV2. TV2 thì túc tắc đi và đi thì cũng khá là bền bỉ, và cổ phiếu này thì đi theo trend sóng. Xu thế hiện tại của TV2 thì vẫn là một cái xu thế tăng giá, vẫn không có gì thay đổi. TV2 thì đã chia, có thể TV2 sẽ đánh chạm lại về vùng 95 đến vùng 100 ở đây. TV2 có thể đánh chạm lại vùng 95 với vùng 100. Phiên ngày bao nhiêu? Phiên ngày 14 tháng 8 có một phiên đẩy tăng mạnh lên và đang có hai phiên test khá đẹp quanh vùng 92. Và nếu như tại vùng 92 này sẽ có 1 đến 2 phiên nữa, và thường TV2 hay có kiểu đánh như này và sẽ có một cây nến xanh ngồi lên như này. Đó là cái cách đi của mã cổ phiếu. Thì nói đến câu chuyện về TV2 thì Hùng cũng có một cái câu hỏi ở trên team về cái sự quan tâm của cộng đồng nhà đầu tư. Cái sự quan tâm của cộng đồng nhà đầu tư về cái cách mà Hùng đưa ra những cái điểm hỗ trợ. Ví dụ như PTB chẳng hạn. Ví dụ như PTB thì ngày hôm qua có một anh có hỏi là PTB có giữ được không, thì lúc đó là 11 giờ. Thì lúc đó là PTB đang bị đánh gãy về vùng 69. Thì sau đó thì Hùng đã có những cái tư vấn ngay lập tức cho anh, đó là cái PTB nó, cái kịch bản PTB có thể đánh chạm vùng 74 đến vùng 75 nhìn này. Và hai phiên rung lắc thì hàng không đáng kể và tạo lập sẽ gom lại vùng 69, và xu thế chung thì vẫn ổn. Đó, vậy thì Hùng đưa ra những cái tư vấn nhận định như vậy thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy là ví dụ như PTB. Tí nữa thì Hùng sẽ phân tích mã cổ phiếu này. Đó, vậy thì cái cách đi của cổ phiếu, cách đi của tạo lập, nó là chúng ta cần phải am hiểu được những cái đường đi của nó như vậy, thì như thế chúng ta mới vững vàng và chúng ta mới không bị mất hàng. Rõ ràng một điều là hôm qua bán ở 69, hôm nay cổ phiếu đóng cửa đâu 71.4, như vậy là chúng ta đã bị mất hàng rồi, và chúng ta sẽ không đi được đến một cái target thiết kế của mã cổ phiếu. Thì TV2 cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Mỗi một cái mã cổ phiếu thì nó đều có một cái linh hồn của nó. Mọi người cứ bảo là cổ phiếu nó không có tính cách, nhưng mà nó có tính cách. Có những mã cổ phiếu đi lên rất là hung hãn, đúng không ạ? Các anh chị có thể nhìn thấy có những mã cổ phiếu đi lên rất là hung hãn, nhưng có những mã cổ phiếu cứ túc tắc đi. Đó, ví dụ như là HTTM. Không phải có tí nữa sẽ phân tích. Tức là mỗi một mã cổ phiếu thì nó sẽ có những cái yếu tố tạo lập đứng ở đằng sau đó, và chúng ta cần phải tìm hiểu những cái yếu tố tạo lập đó, cái cách đi của cổ phiếu như nào thì chúng ta sẽ lượng hóa được, và chúng ta sẽ lượng hóa được các cái nhịp chỉnh đó. Ví dụ như là TV2 ở trong cái nhịp gần đây nhất là Hùng có đánh giá rằng cổ phiếu này có thể test chạm về đây, cái đường xanh xanh này Hùng vẽ đây này, tức là chạm về khoảng vùng 87, thì các anh chị có thể nhìn thấy những cây nến xanh chạm về vùng 87, 88 ở đây để cổ phiếu lại có được những cái lực hồi phục đi lên. Thì đấy là
cái cách mà Hùng luôn 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 nhìn nhận và phân tích, và cái cách này thì không có sách vở nào dạy cả. Các anh chị có hỏi Hùng là làm thế nào thì cái đó chỉ là thời gian, và chúng ta nghiên cứu sâu, chuyên sâu các cái mã cổ phiếu thì chúng ta sẽ lượng hóa được hết những cái đường đi. Tất nhiên là nó sẽ không thể chính xác 100%, nhưng ít nhất là chúng ta cũng lượng hóa được khoảng tầm 60-70%. Nhìn như thế thì nó cũng sẽ khá là ok. Như vậy là chúng ta vừa mới tổng hợp lại một số các cái nhóm ngành, để chúng ta có được những cái nhìn nhận và phân tích đánh giá sâu hơn về thị trường trong chứng khoán trong tuần vừa qua. Thì trong tuần vừa qua rõ ràng là một tuần hết sức là khó khăn, và Hùng Lê tin rằng với những anh chị chúng ta cầm hàng thì trong phiên ngày 15 tháng 8 thì chúng ta đã bị bán tháo, thậm chí là chúng ta đã bị bán rất là thấp những cái mã cổ phiếu chúng ta đang cầm nắm giữ, bởi vì chúng ta không nắm được cái tâm lý hành vi, chúng ta không nắm được các cái điểm nhận kỹ thuật, các cái điểm nhận kỹ thuật của cổ phiếu. Và chính vì vậy nên là Hùng Lê luôn luôn có những cái lời mời các anh chị của chúng ta về để đồng hành cùng với team của Hùng Lê, để được tham gia cái room hỗ trợ chuyên sâu của Hùng Lê. Room hỗ trợ chuyên sâu là cái room mà Hùng Lê luôn phân tích định lượng những cái tương lai trước cho các anh chị. Tương lai đó có thể đúng hoặc sai, Hùng vẫn luôn nói như vậy, có thể đúng hoặc sai, nhưng ít nhất là tiên lượng được những cái đường đi nước bước mà VN Index và thị trường của chúng ta có thể tạo lập, có thể xảy ra, để chúng ta bình tĩnh được. Ví dụ về đến vùng 960 thì cứ bình tĩnh đã, 960 chưa gãy gì, hoặc là nó gãy qua một tí, tạo lập đánh gãy qua một tí thì chúng ta cần phải xem xét ở những cái mã cổ phiếu khác để xem thử là có lấy lại được vùng 970 hay không, vân vân và vân vân. Thì đấy là cái việc mà Hùng Lê luôn mời các anh chị về để đồng hành cùng với team. VN Index của chúng ta đã có những phiên lấy lại vùng 980, và phiên ngày cuối tuần thì đã lấp gáp về 973, như thế khá là đẹp, khá là ok. Với việc phiên cuối tuần dòng tiền đã được kích hoạt lên khoảng tầm 156 triệu cổ phiếu, lực hồi của VN Index Hùng đánh giá là khá là tốt, khá là ok. Vậy thì trong cái giai đoạn hiện tại các cái vị thế chúng ta nắm giữ và chúng ta mua cổ phiếu, chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm. Và cái vùng 980 sẽ trở thành một cái bước đệm tiếp theo để VN Index của chúng ta lại đi vào vùng mây mù. Đây là vùng mây mù 985 đến vùng 1.000 điểm. Sang tuần tới thì VN Index của chúng ta khả năng sẽ tiệm cận lại về vùng 985 đến vùng 1.000 điểm ở đây. Sẽ đi về đây, bởi vì Hùng đang nhìn thấy một số các nhóm ngành và ngày phiên cuối tuần thì cái dòng tiền lan tỏa ra các cái mã ngành khá là tốt, và cái phiên lấp gáp thì đã lấp được đến 973 thì Hùng cũng đánh giá nó là khá là ok, và Hùng cần phiên thứ hai và phiên thứ ba VN Index của chúng ta sẽ ngồi lại được lên trên vùng 980 và chúng ta hoàn toàn ok những cái vị thế mà chúng ta mở mua trong tuần vừa rồi, và đặc biệt là trong phiên ngày thứ năm là cái phiên Hùng đã có những cái tiên lượng về thị trường có thể đánh bật quay trở lại để giúp cho các cái vị thế mua của chúng ta nó ổn định hơn, nó tốt hơn. Về xu thế của VN Index của tuần mới là như vậy, nó sẽ tốt hơn, nó sẽ ổn định hơn so với tuần vừa qua. Và mục tiêu thì VN Index của chúng ta lại đi vào những cái vùng mây mù 985 đến vùng 1.000 điểm. Đối với HX Index thì đang có những điểm tích lũy đẹp quanh vùng 102, quanh vùng 102, và tín hiệu dòng tiền đang tốt lên, đang có những cái tín hiệu kỹ thuật và cũng có thể cho thấy rằng là lực hồi của VN Index của chúng ta lực hồi của HX Index cũng sẽ xuất hiện. Chúng ta có thể kiểm tra lại ở trên biểu đồ nến tuần của VN Index cũng đang khá là ok, chưa có vấn đề gì. Đó, thì đối với xu thế chung của VN Index là như vậy. Ok, phần thứ ba thì chúng ta sẽ đi phân tích và định lượng lại toàn bộ các mã cổ phiếu chúng ta theo dõi, và các mã cổ phiếu mà Hùng Lê đã khuyến nghị ở trên room để chúng ta tham gia đầu tư. Thì đầu tiên Hùng sẽ đi phân tích các cái mã cổ phiếu của ngành bất động sản trước. Nam Long, NLG. Thì đối với Nam Long cái nhịp hồi thứ nhất là Hùng đã phân tích là nhịp hồi này Nam Long chạm về vùng 31, và từ vùng 31 này thì Hùng đang có kỳ vọng là Nam Long sẽ tích lũy lại ở quanh vùng 30.7 đến khoảng tầm 31.2, những cái điểm tỉ bật ở đây.
và để đưa Nam Long về target vùng 34. Đưa Nam Long về target vùng 34 và sau đó có thể một sóng dài của Nam Long sẽ xuất hiện. Những sóng dài thì Hùng chưa bàn đến ở đây. Hùng chưa bàn đến ở đây thì xu thế ngắn hạn thì trong phiên ngày hôm nay thì trong sau khi mà chạm về vùng 32 thì Nam Long đã có 3 phiên chốt. Những cái phiên chốt cũng khá là mạnh, ở đây thì cái lực rơi này thì cổ phiếu có thể sẽ rơi về hỗ trợ về cái nền khoảng tục vào nền 30.2. Chỉnh sâu nhất thì có thể chạm về vùng 30.2 ở đây. Các anh chị của chúng ta sẽ quan sát Nam Long ở nền 30.2. Nếu như tại nền 30.2 này cổ phiếu có những cái điểm lình xình tích lũy tại đây và từ đây thì cổ phiếu sẽ như thế nào? Cổ phiếu sẽ có những phiên tích lũy vượt thoát đi lên. Đó thì cái quá trình đi lên của mã cổ phiếu thì các anh chị lưu ý giúp Hùng là không có thể là nó sẽ đi một mạch và có thể là trên cái nhịp đi đó nó sẽ rung rũ hàng và nó sẽ có những cái nhịp đánh trả như này để cổ phiếu đi xa. Thường là những cái sóng dài của cổ phiếu thì nó sẽ đi như thế như vậy, tức là đi lên rũ đó. Tiếp theo đấy là cổ phiếu HDG Hà Đô. HDG thì hiện tại là cái đích đến ở trong cái nhịp target phân tích của Hùng từ nền giá 32 và đích đến của cổ phiếu là chạm vùng 40 và hiện tại thì đã đi được đến đâu? Đi được đến vùng 30, cao nhất ở đây là bao nhiêu? 37.5. Đến vùng 37.5 thì cổ phiếu đang nghỉ ngơi và hiện tại là đang bị chốt lời khá là mạnh. Khi bị chốt lời khá là mạnh thì Hùng đã đưa ra cho các anh chị một cái điểm đây 35.5. Nếu như cái vùng 35.5 này cổ phiếu vẫn giữ được và tích lũy chậm lại ở quanh nền 36 thì cái cơ hội mà cổ phiếu này đi lên từ đây để chạm vùng phân tích ở target phân tích ở đây là còn ngược lại nếu cổ phiếu bị gãy nền 35.5 với một lực cầu bán mạnh thì cổ phiếu lại chạm kênh, tức là sẽ phải chạm lại về cái vùng tích lũy thấp hơn. Vùng tích lũy thấp hơn ở đây đó là cái vùng nền 33.5 ở đây. Đây chính là cái vùng mà cổ phiếu này break đánh qua ở đây. Đó. Vậy thì phân tích kỹ thuật là như vậy, chúng ta sẽ theo những cái tín hiệu kỹ thuật và đối với Hà Đô thì Hùng vẫn đang kỳ vọng một cái sóng dài của cổ phiếu này. Cổ phiếu này sẽ đi chưa thể đi hết sóng được và có thể là cổ phiếu sẽ chỉnh và tích lũy lại đi tiếp thì những cái nhịp mà tích lũy thì Hùng sẽ khuyến nghị, tức là khi nào có những cái điểm mua trở lại thì Hùng sẽ khuyến nghị các anh chị ở trên team, ở trên room. Đạt Phương thì sao? PDR à đâu? DPR không, cũng không phải, ngọng thế. DPG, mấy cái mã cổ phiếu này nó cứ giống nhau nên là phát ngôn ngọng nghịu. Đối với mã cổ phiếu này thì những cái điểm mà phân tích điểm mua dành 40.5 dành cho cộng đồng nhà đầu tư thì cũng đã có phân tích liên tục các mã cổ phiếu này ở trong tuần và target của Đạt Phương ở vùng giá 50 thì cổ phiếu này đã hoàn thành target ở vùng 50 ở phiên ngày bao nhiêu ạ? Phiên kết tuần trước là cổ phiếu này đã hoàn thành target 50. Thì khi chạm về target 50 thì đương nhiên cổ phiếu sẽ có những cái nhịp rung lắc. Rung lắc và đã có những cái điểm rung lắc ở đây là lắc về đâu ạ? À đây, Hùng cũng đã có đề cập đến những cái điểm rung lắc có thể chạm về vùng 47 rồi đây. Những cái điểm rung lắc có thể chạm về vùng 47 và thậm trong tuần thì đã có những điểm chạm sâu hơn vùng 47 nhưng mà chạm như thế thì nó cũng chưa thực sự là mạnh. Cái nhịp tiếp theo của Đạt Phương với lực cầu quay trở lại như này thì Hùng vẫn kỳ vọng là Đạt Phương sẽ đánh khoảng đâu đó về chạm về vùng 55. Như vậy là có thể test chỉnh về chạm vùng 45 và sau đó sẽ đi tiếp một nhịp ở đây chạm vùng 55. Thì đến vùng 55 thì khả năng là đã hết sóng chưa?
55 mà, 55 thì cũng khả năng là chưa hết sóng, 55 thì chưa hết sóng, nhưng không sao cả, chúng ta sẽ đến vùng 55 thì chúng ta sẽ nói tiếp câu chuyện với Đạt Phương. Ok. VCS thì ngày hôm nay cũng đã chạm về vùng target phân tích của ông Lê, vùng 8 à vùng 90. Về vùng 90 rồi, về vùng 90 rồi thì như vậy là cái nhịp đánh thứ hai của cổ phiếu VCS từ vùng nền. VCS cũng là một mã cổ phiếu mà ông Lê liên tục phân tích và đi theo sát những cái mã cổ phiếu này. Từ những cái nhịp test chỉnh ở đây khi chạm target 1 vùng phân tích về nền 80 ok và đang dự là chạm về vùng 72 thì sau đó cổ phiếu chạm về vùng 74. Vùng 90 đã hoàn thành, khi vùng 90 đã hoàn thành rồi thì khả năng là cổ phiếu này lại có những cái nhịp rũ lại. Những cái nhịp rũ lại ở đây và rũ lại thì như thế thì nó sẽ hình thành lại một cái kênh xu thế ở đây. Rũ lại ở đây thì cũng không rũ nhiều đâu, khả năng là cũng phải về quay về vùng 85 thôi. Đó, sẽ quay về vùng 85 và từ vùng 85 này thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát cổ phiếu. Nếu vùng 85 này tiếp tục tích lũy vượt thoát đi lên thì đích đến tiếp theo sẽ là 100. Tức là ở đây các anh chị cũng nhìn thấy hai mũi tên Hùng đã phân tích ở đây, tức là những cái target mà Hùng đã dự kiến của cổ phiếu này sẽ đi đến. Tất nhiên là đến đâu thì chúng ta sẽ phân tích đến đó, và chúng ta cũng không thể một phát được, chúng ta nói rằng là từ cái vùng 65 mà đánh lên vùng 100 thì như vậy các anh chị sẽ nói là ông này nói tào lao, ông này nói phét. Và qua những cái nhịp mà phân tích và qua những cái định lượng của cổ phiếu thì Hùng sẽ liên tục cập nhật cho cộng đồng nhà đầu tư. Và trong cái nhịp test chỉnh này, khi nào mà test chỉnh thành công xong thì Hùng sẽ khuyến nghị các anh chị chúng ta sẽ mở mua ở trên Zoom. KBC và ITA thì KBC đối với KBC đích đến 17 vẫn không có gì thay đổi. Hiện tại thì sau một cái phiên đánh rũ mạnh lên thì KBC lại đang có những cái phiên rũ lại hàng, và cái điểm tỳ bật của KBC ở trong cái nhịp này ở đây là vùng bao nhiêu, vùng 15.5, kết phiên thì là vùng 15.4, tức là KBC không đóng cửa được ở vùng giá cao nhất. Ở vùng giá cao nhất không sao, kết tuần thì vẫn vẫn ở đây, vẫn ở một neo đậu ở một cái vùng 15.5, 15.4, như vậy là khá là tích cực đối với mã cổ phiếu KBC. Đối với ITA thì đã có những phiên lấp gáp mà lấp trọn vẹn luôn. Đó, các anh chị của chúng ta lo là cổ phiếu chạy nhưng mà đúng là lấp gáp, thì gáp thứ nhất Hùng nghĩ là lấp về vùng 3.4, nhưng mà và cái gáp sâu hơn ở đây là vùng 3.25, thì gần như cổ phiếu đã lấp gáp mà thậm chí là không phải 3.25 mà lấp trọn vẹn luôn ở vùng 3.2, 3.21, lấp trọn vẹn ở vùng 3.21, và cái lực cầu đang quay trở lại đối với mã cổ phiếu này. Thì đối với ITA, Hùng vẫn kỳ vọng ITA đánh một cái sóng dài. Sóng dài hay không thì Hùng chưa biết, nhưng mà cái đích đến ở trong cái nhịp đánh này thì có thể cổ phiếu này sẽ đánh chạm vùng 4. Mục tiêu là đánh chạm vùng 4, đánh chạm vùng 4 từ cái nền khoảng vùng 3.2 này, sẽ đánh chạm vùng 4 ở đây. Những vị thế nào đang nắm giữ mã cổ phiếu ITA thì chúng ta cũng hoàn toàn chúng ta yên tâm, chúng ta tiếp tục, đây là những phiên lấp gáp rất là đẹp và sẽ cần lực cầu quay trở lại để đẩy cổ phiếu lại về vùng 3.6. PDR thì cũng có khuyến nghị các anh chị chúng ta quan tâm ở vùng 26.5 đến vùng 27. Tuy nhiên là cổ phiếu này lại hơi xấu rồi. Gãy cả nền quan tâm và đường MACD đang mở rộng, mã cổ phiếu này bị hỏng. Hỏng thì chúng ta làm gì, chúng ta sẽ mua rồi thì chúng ta sẽ cắt để chúng ta mua mã cổ phiếu khác tốt hơn. Nhà Đà Nẵng thì trong những kịch bản mà ông đề cập đến là chỉnh về vùng 17 và sau đó đánh break lên khoảng vùng nền 20. Xu thế ngắn hạn thì vẫn chưa có gì thay đổi. Có thể cổ phiếu đang có những cái phiên test cung ở đây, những phiên test cung và sẽ cần một cái lực cầu lại. Cổ phiếu nhà Đà Nẵng thì thường đánh như vậy. Những phiên test ở đây rất là đẹp này, những phiên test ở đây là đẹp này, phiên test về đây là chạm vùng 17.4.
Những phiên test chạm về đây 17.4 và sau đó thì sẽ có những lực cầu để quay hút trở lại cổ phiếu lại về vùng 20. Đích đến của nhà Đà Nẵng vẫn chạm vùng 20, không có gì thay đổi. Điểm mua thì không còn khuyến nghị nữa các anh chị. Hòa Phát HPG, HPG khuyến nghị quan tâm lại Hòa Phát ở nền 22.5 đến nền 23. Quan tâm Hòa Phát lại nền 22.5 đến nền 23 và đích đến của cổ phiếu sẽ đánh hồi chạm về vùng 26. Đã khuyến nghị ở trên Zoom. Nam Kim NKG, NKG này thì hiện tại Hùng đang đưa vào danh mục chúng ta theo dõi thôi. Tại vì sao lại như vậy? Bởi vì Nam Kim đã có một cái phiên, không phải phiên mà có một cái nhịp đánh rũ hoàn toàn tất cả những cái động lực ở đây và quay lại về vùng nền tích lũy ở đây. Và cái thời gian mà cổ phiếu này đi ngang tích lũy thì Hùng tiên lượng đang khá là dài và chúng ta đưa vào theo dõi và khi có những cái tín hiệu kỹ thuật ok thì chúng ta sẽ phân tích, giống như mã cổ phiếu VGI đúng không ạ? VCI đúng không ạ? VCI đó, ví dụ như vậy. Ở một cái nền chúng ta theo dõi và khi có những cái tín hiệu kỹ thuật thì chúng ta ngay lập tức là chúng ta vào lệnh được. KSB thì cũng đã khuyến nghị ở trên Room. KSB Hùng lên khuyến nghị các anh chị chúng ta quan tâm lại nền giá 23 cộng trừ 0.5 thì tùy những cái mức độ kỳ vọng của các anh chị thì chúng ta có thể quan tâm lại KSB ở tại vùng này. Xu thế hiện tại thì KSB có thể test trình lại ở quanh đây và sẽ có những cái động lực để đánh vượt thoát cái vùng nền 24 đến vùng 25 đối với KSB. Chúng ta cũng quan tâm lại với mã cổ phiếu KSB, khoáng sản ở trong cái trận đánh này thì khả năng là nó đang khá là ok và cái đích đến có thể chạm lại về vùng 27 đến vùng 28 ở đây. Đích đến có thể chạm lại vùng 27 đến vùng 28, KSB thì đã khuyến nghị. Song song với mã cổ phiếu KSB thì có mã cổ phiếu BCM. Không phải BMC. BMC. Đây, tối ngày hôm qua thì Hùng cũng đã có phân tích cho cả nhà mã cổ phiếu BMC ở những cái điểm như thế nào, về điểm tích lũy, về điểm chạm, về điểm kháng cự và vùng canh mua. Thì BMC khoáng sản Bình Định. Nếu mà chúng ta nhìn ở trên một góc độ tổng thể đối với mã cổ phiếu khoáng sản Bình Định thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy lịch sử của mã cổ phiếu này đã có một cái nhịp đánh ở cũ ở đây từ vùng 20, từ vùng 18 và đánh về lên đến tận vùng 50. Một lịch sử hết sức là huy hoàng đúng không ạ? Trong một cái nhịp đánh trước đây. Và trong một cái xu thế hiện tại, thì chúng ta cũng đã có những cái nhịp đánh từ quanh vùng 10, vùng nền khoảng vùng nền 14.3 và đánh chạm vùng 21. Thì trong cái kịch bản của BMC thì Hùng đang đánh giá là trong nhịp này BMC sẽ đánh vượt thoát đỉnh vùng 24. Vùng 22. Sẽ đánh vượt thoát đỉnh vùng 22. Tuy nhiên và target Hùng đang kỳ vọng là sẽ đánh về vùng 24 đến vùng 25 đến vùng 26. Tuy nhiên đầu tiên chúng ta cũng hoàn toàn tương tự như vậy, đó là gì ạ? Chúng ta cần những cái tín hiệu kỹ thuật thì chúng ta mới phân tích được, chứ không thể là chúng ta cứ ngồi nói phét. Thì đầu tiên là sẽ ở cái đích đến của nó sẽ là đích đến 22. Xu thế hiện tại thì đang khá là tốt. Mã cổ phiếu này thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị của chúng ta có thể canh nhặt. Tùy kỳ vọng của nhà đầu tư thì chúng ta có thể canh nhặt ở quanh vùng 17. Đây là vùng mà khuyến nghị chúng ta mở mua. Hùng đang kỳ vọng rằng có những phiên test chạm về đây, chạm về vùng 17, nhưng mà khả năng là hơi khó, không mà khó hay không thì cũng không biết được, chúng ta cần phải quan sát thêm. Và nếu như mà
có khoảng 3 phiên test ở đây, 3 phiên test ở quanh vùng 18 mà cổ phiếu này không gãy được về. Không gãy được về thì có thể là cổ phiếu chỉ test loanh quanh ở đây thôi, tức là không test sâu 17.5 đến vùng 18. Thì các anh chị lưu ý là chúng ta sẽ quan sát những cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta có thể tham gia. BMC, một nhịp đánh lớn của cổ phiếu này thì Hùng đang kỳ vọng một cái nhịp sóng dài của cổ phiếu, bởi vì là sau một nhịp đánh rũ, đánh dẫn thì đã rũ hết toàn bộ hàng và sau đó thì lực cầu đã quay trở lại đối với mã cổ phiếu này. Đây là mã cổ phiếu đẹp, khoáng sản KSB, BMC. Ngân hàng và chứng khoán thì mã cổ phiếu VCI đã đề cập, đúng không ạ? VCI đã đề cập rồi. Và một cái mã cổ phiếu VIB, ngân hàng VIB thì quá tuyệt vời rồi. Những anh chị nào mà theo dõi và mua cổ phiếu VIB theo khuyến nghị của Hùng Lê thì bây giờ kê cao gối ngủ. Dầu khí thì có, chúng ta sẽ kiểm tra PLX thì đã phân tích rồi, PVT cũng đã phân tích rồi. PVT thì Hùng nhắc lại một tí, PVT thì Hùng đang kỳ vọng những cái sóng dài. Đích đến đầu tiên sẽ là phải chạm lại về vùng 19 và sau đó có thể đi về vùng 22 và thậm chí là lên đến vùng 22 và vùng 25. Thì theo hàng tuần, theo từng kịch bản thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích mã cổ phiếu này. Hàng không thì HVN hình như là không thực sự tốt, HVN thì đã bị gãy về vùng nền. Đó, HVN khi bị gãy nền ở trên thì bây giờ là hiện tại là đang tích lũy lại nền 38 thì khả năng cổ phiếu này sẽ lình trình đi ngang ở quanh vùng 38. Dòng tiền thì có những cái sự hồi phục nhất định, tuy nhiên lực hồi thì cũng chưa nhìn thấy có lực hồi mạnh. VDC thì cũng đã phân tích rồi, ACV và NCT. ACV, ACV thì không có cái điều gì đột biến, đó là cái cổ phiếu này thì hiện tại vẫn nền tích lũy đi ngang vùng 80 đến 81.5 ở đây. Đích đến thì vẫn đang kỳ vọng đánh về vùng 95, tuy nhiên là hiện tại thì khá là phập phùng, khả năng cổ phiếu này vẫn đang lình trình đi ngang, chưa có gì xuất sắc. NCT cũng như vậy, NCT thì ôi sao mà tích lũy dài thế em. Đẹp đấy nhưng mà vẫn cứ lình trình đi ngang, chạm 72 đánh lình trình được tí lên khoảng 73.5 lại tụt, tiếp tục đi ngang. Ngày hôm nay thì Hùng khuyến nghị các anh chị đưa hai mã cổ phiếu Zimadet và VCS vào danh mục theo dõi. VSC, VSC vào danh mục theo dõi, hiện tại thì Hùng chưa khuyến nghị mua bởi vì là Hùng đang có thể đang phải chờ thêm một tí nữa để xem những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại là ông đánh thật hay ông đánh đều, bởi vì là các cái mã cổ phiếu thường hay đánh đều lắm. Đánh đều là không phải là do là nhà đầu tư của chúng ta các anh chị ạ, đánh đều là do mấy cái thằng mà đứng đằng sau ấy, những cái ông mà cá mập đội lái linh hồn của cổ phiếu, đấy là những cái ông chuyên đánh đều chọc gậy bánh xe. Mã cổ phiếu GMS, GMD. GMS cũng như vậy, đánh nhưng mà GMS thì hôm nay tốt đấy chứ nhỉ. GMS thì GMS có một nền tích lũy đi ngang khá là dài quanh nền 26.5. Quanh nền 26.5 sóng chỉnh thì đã chỉnh xong chưa? Chúng ta xem lại xem ông chỉnh xong chưa. Sóng chỉnh thì khả năng là cũng khá là đẹp rồi các anh chị ạ. Sóng chỉnh của con Zimadet khả năng là cũng khá là đẹp rồi. Đâu đó là cũng đang nhìn thấy mùa xuân ở đây rồi đây. Tuy nhiên là chúng ta sẽ cần chờ thêm, Zimadet thì sẽ cần chờ thêm. Chúng ta sẽ mua cổ phiếu này nhưng mà không phải thời điểm hiện tại. Khi nào có những tín hiệu ok hơn thì Hùng sẽ khuyến nghị cho các anh chị ở trên team. Anh Đức, Đức Nổ, HNG. HNG thì đánh ẩm ương thế nhỉ. Sau một phiên đánh tăng mạnh thì lại có hai phiên cầu thấp và lại lì xì đi ngang. Đích đến thì trong nhịp này thì đánh chạm vùng 19 và sau đó thì khả năng là vẫn hồi phục được về đến vùng 20. Dù anh Dương không là cổ đông lớn nhưng mà sẽ có những người khác thay thế vào đấy, khả năng là như vậy.
Họ nhà Viettel, họ nhà Viettel thì là một câu chuyện đáng lưu tâm ở trong cái tuần vừa qua, đấy là mã cổ phiếu VGI. VGI thì cũng trong cái phiên tối ngày thứ tư thì cũng đã khuyến nghị các anh chị chúng ta sẽ canh mở lại mua VGI ở nền kỳ vọng là nền 33 32 đến nền 33 tùy kỳ vọng, tức là phiên ngày 14 tháng 8. Ở ngày 14 tháng 8 thì Hùng đã có khuyến nghị các anh chị, và đến phiên ngày 15 tháng 8 thì đã có những phiên test chạm vùng 33 và sau đó thì có một lực cầu đánh lên với một lượng cầu lớn. Thì tại sao Hùng lại khuyến nghị các anh chị chúng ta mở mua lại VGI? Thì nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy, là Hùng đã có nhìn thấy được một cái nhịp chỉnh của cổ phiếu này ở đây, tức là đánh chạm vùng 40 thì khả năng cổ phiếu này sẽ chỉnh lại về cái vùng nền này, và từ vùng nền này thì sẽ có những phiên break vượt thoát lại kênh. Thì đích đến của cổ phiếu này ở đâu? Đích đến thì trong những cái nhịp của trước này thường có đề cập đến khả năng là cổ phiếu sẽ chạm đến vùng 45. VGI sẽ là một hiện tượng lạ. Tại sao Hùng lại nói hiện tượng lạ? Bởi vì là kết quả kinh doanh của nó thì nó cũng không có gì thực sự là đột biến, là thực sự là xuất sắc, nhưng cái linh hồn của nó, đấy là linh hồn của đội lái, linh hồn của đội nhóm, thì sẽ đưa cổ phiếu lên những cái nấc thang mà có thể là nằm ngoài sự kỳ vọng của nhà đầu tư. VGI đang rất là đẹp. Đích đến tiếp theo vùng giá 45, không có gì thay đổi. Nhịp thứ nhất là target Hùng đề ra ở đây là vùng 37 đến vùng 38 thì đã hoàn thành, và tiếp tục Hùng bẻ kịch bản của VGI. CTR thì quá là khỏe luôn. CTR thì quá là khỏe, khi mà toàn dòng cổ phiếu chỉnh thì cổ phiếu này đã không chỉnh, và Hùng có đánh giá là nếu có chỉnh thì cũng chỉnh loanh quanh về vùng 50. Và đúng duy nhất một cây nến chạm về vùng 50. Ở đây thôi. Và sau đó thì cổ phiếu này lại túc tắc đi lên, và túc tắc đi lên đến đâu thì bây giờ khả năng là cũng không đo được sóng nữa đâu. Tạo lập đưa đi lên đến đâu thì cổ phiếu nó sẽ đi lên đến đó, chứ còn hiện tại là chúng ta cũng không thể biết được là cổ phiếu này nó sẽ đi lên đến đâu. Khuyến nghị mở mua thì hiện tại Hùng không có khuyến nghị, bởi vì là như vậy là nó sẽ có những cái mức độ rủi ro cao. Những anh chị mà yêu đầu cơ, yêu lướt sóng thì có thể những cổ phiếu này sẽ có những cái nhịp test lại đây này. Nhịp test lại quanh vùng 60 này. Thì ai mà chịu được nhiệt thì có thể mua lại quanh vùng 60 này và lướt T+3, tức là hàng về bắt buộc phải bán, lãi cũng bán mà lỗ cũng bán. Lãi thì có thể giữ lại tiếp, nhưng mà lỗ là bắt buộc phải bán bằng mọi giá, tức là đánh những cái hàng này thì bây giờ chúng ta phải chấp nhận như vậy. VTK thì Hùng cũng đã phân tích cho các anh chị ở đây có những cái nhịp chỉnh có thể chạm về vùng 34. Trong tuần thì VTK không chạm về vùng 34, mà VTK chạm về vùng đâu gần 34, trên 34 một tí. Và khi chạm về đây thì có thể là cổ phiếu nó sẽ hồi phục lại. Thì đích đến hồi phục lại đấy là vùng 40, thì đã chạm vùng 40 và lực đánh hiện tại có chạm được về vùng 45 hay không. Thì Hùng đang nhìn thấy là đang hơi yếu, khả năng vùng 45 sẽ không chạm được và sẽ lình xình ở quanh vùng 40. VTK chưa có động lực. Thủy Điện, cổ phiếu GEG. GEG cũng là một cái mã cổ phiếu mà Hùng đã liên tục phân tích và có những cái điểm tì bật ở đâu đó ở đây này. Ở đây là khoảng cái vùng nào ấy nhỉ? Vùng từ ngày 15 tháng 7. Đó thì Hùng liên tục phân tích và Hùng có hướng đến mã cổ phiếu GEG là một cái mã cổ phiếu mẫu hình khả năng là sẽ vượt đỉnh. Và rõ ràng thì đã đánh break đỉnh ở vùng 24.7 và chạm về vùng 30. Thì target của GEG đã hoàn thành rồi, đã hoàn thành về vùng 30 rồi. Và hoàn thành về vùng 30 thì Hùng lại tiếp tục phân tích có những cái nhịp ở đây là khả năng cổ phiếu sẽ trả lại về vùng 27. Trả về vùng 27 thì Hùng đánh giá rằng những vùng 27 đã trả khá là thành công. Và sẽ đánh tiếp. Đánh tiếp thì được đi về đâu ạ? Khoảng vùng 34 hợp lý. 28 đánh 34 đánh khoảng thêm 6.000 nữa. Target tiếp theo của GEG sẽ chạm về vùng 24, từ vùng 27 và sẽ chạm vùng 34.
sẽ chạm vùng 34, 33 đến vùng 34, khoảng vùng 33 đến vùng 34. Nhưng cái điều trước hết là cổ phiếu này sẽ cần vượt lại vùng 30, thì kỳ vọng là sang tuần sẽ có những phiên đánh break vượt vùng 30. Thì đối với mã cổ phiếu GEG, team của ông Lê cũng đã mua và đang nắm giữ mã cổ phiếu GEG. Cổ phiếu dược Domeco DMC, DMC thì đánh không cho ai vào, đánh theo kiểu này là đánh không cho nhà đầu tư vào. Bởi vì Hùng đã quan sát được một cái vùng nền ở đây, và sau đó thì Hùng đã có đề cập đến là khả năng vùng 75 mà chúng ta có thể tham gia tí một tí được. Bởi vì là vùng nền 75 cũng cổ phiếu này khi đánh thì cũng có những cái nhịp đánh khá là tương bừng. Tuy nhiên là sau đó thì Domeco đã tăng một mạch lên vùng 90 và không cho nhà đầu tư vào, và hiện tại thì đang có những tuần lấp gáp. Thì Hùng kỳ vọng là sẽ lấp bằng hết thì thôi đi, lấp về vùng 75 lúc đó chúng ta nói chuyện, còn nếu không lấp được về đó thôi, ok, khó quá bỏ qua. Cổ phiếu về ngành khu công nghiệp D2D. D2D có những cái nhịp test chỉnh về quanh vùng giá 82.5, và mục tiêu tiếp theo của D2D sẽ đánh vượt lại vùng 92. DAD sẽ đánh vượt lại vùng 92 và đích đến tiếp theo của D2D lại tiệm cận lại về vùng 100. Đánh ngắn ngắn thôi, đánh chậm mà chắc, cổ phiếu D2D khá là tốt. NTC. NTC thì sau khi mà chạm ở đây thì cũng có đề cập đến việc là cổ phiếu sẽ chỉnh trang lại khoảng quanh vùng nền 180. Từ vùng nền 180 này thì ngúc ngắc đi lên vùng 200. Cổ phiếu này sẽ đi lên vùng 200, và cái vùng 200 thì Hùng nghĩ là sớm muộn thôi. Trong ngày 1, ngày 2 và có thể trong tuần tới cổ phiếu này sẽ đạt về vùng target 200. Như vậy là đi về gọi là đỉnh cao nhất của mọi thời đại với mã cổ phiếu này. Và hiện tại thì cũng chưa nhìn thấy cái xu thế dừng lại của cổ phiếu. Và Hùng sẽ có những cái phân tích riêng, sẽ có những phân tích riêng của mã cổ phiếu NTC để chúng ta định lượng lại về mặt cơ bản cũng như về mặt kỹ thuật, thì xem là cái định giá của NTC với cái dự phóng của 3 đến 5 năm tới thì nó sẽ cái giá trị thật của cổ phiếu này nó sẽ nằm ở đâu. IDV thì thanh khoản nó khá là thấp. Nhưng mà Hùng vẫn đang kỳ vọng một cái nhịp đi của cổ phiếu này sẽ chạm về vùng 45. Nhịp đi trước đó suýt soát chạm 45 thì gãy, và cái điểm gãy sâu nhất là 35.5 ở đây thì đang khá là ok. Như vậy là có một tuần lấp gáp rất đẹp, và hình như là hai tuần lấp gáp rất đẹp về chạm vào vùng 35.5 và đang lấy lại ở đây. Thì Hùng kỳ vọng là cổ phiếu này sẽ lấy lại về vùng 40, lấy lại về vùng 40 và sẽ có một nhịp tăng để chạm lại về vùng 45. Cổ phiếu này cũng khá là tốt, từ lúc lên sàn đến bây giờ thì cũng chỉ có tăng. SZL. SZL thì cũng đã có những phiên test chỉnh lại về quanh vùng 50. 50.5 rất là đẹp ở đây. Và trong cái phiên của ngày trong ngày 14 tháng 8 thì Hùng cũng đã có khuyến nghị các anh chị của chúng ta có thể canh lại SZL. Canh lại SZL, nhặt lại SZL quanh vùng 50.5 đến vùng 51, bởi vì Hùng nghĩ là những cái việc test chỉnh lại cổ phiếu này thì cũng đã xong. Và từ cái điểm test chỉnh này thì đầu tiên là cổ phiếu này sẽ cần phải hình thành lại cái vùng vùng 60. Và Hùng đang kỳ vọng là trong nhịp đánh này thì cổ phiếu này đánh về khoảng vùng 70. Như vậy là cũng khá là dài đấy, tuy nhiên cái điểm tiếp theo ở đây chúng ta cần phải có cổ phiếu này phải vượt được vùng 61.5. Cần phải vượt về được vùng 61.5 đã, rồi khi đó chúng ta mới nói đến cái câu chuyện là target 70 ở đây. SZL cũng một mã cổ phiếu khá là hay. BMC, BCM, đó, các cái mã cổ phiếu nó cứ ngọng nghịu với nhau. Thì đối với mã cổ phiếu BMC thì Hùng cũng đã có khuyến nghị ở trên team, và chúng ta canh nhặt lại ở quanh vùng 30. Hình như 30 đến 30 chấm chấm mấy nhỉ?
không 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 nhớ lắm. BMC. BCM canh nhặt lại ở vùng 29. Canh nhặt lại ở vùng 29 đến khoảng vùng 30. Canh nhặt lại vùng 29 đến vùng 30, bởi vì Hùng cũng nhìn thấy rằng là cổ phiếu này cũng đã chỉnh như vậy là cũng khá là tương đối từ vùng 35 mà chỉnh về chạm vùng 29.2 và thậm chí là vùng 30 đi, như thế là cũng khá là ok rồi. Khá là ok rồi, và cổ phiếu thì đang có những mốc lấy lại vùng 32, và Hùng kỳ vọng là từ vùng 32 cổ phiếu này cần phải lấy lại vùng 32, là một vùng đệm rất là quan trọng, bởi vùng đệm của việc là cổ phiếu break kênh. Và cũng đã có một tuần lấp gáp đẹp, đã có một tuần lấp gáp đẹp đối với mã cổ phiếu BMC, và đích đến tiếp theo của cổ phiếu này kỳ vọng là đánh chạm vùng 40. Chúng ta xem là BMC cũng là một cái mã cổ phiếu về ngành công nghiệp cũng rất là tốt, và trong nhịp đánh này thì đang kỳ vọng là đánh chạm về vùng 40. Ngắn hạn là như vậy. Trụ thì Hùng đã phân tích rồi, BVH, MWG và PNG. PNG thì đã gần chạm về target phân tích, công nghệ thì FPT và cổ phiếu CMG. Ta sẽ nói về cổ phiếu CMG. CMG thì trong team của Hùng Lê cũng rôm rả lắm. CMG. Tại sao lại lại rôm rả? Bởi vì là CMG thì cũng đã được Hùng CMG. Đấy, anh chị có thể nhìn thấy là mỗi mã cổ phiếu CMG mà có rất nhiều những cái tin nhắn liên quan đến mã cổ phiếu CMG. Bởi vì Hùng đã khuyến nghị trong tuần vừa qua, thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị của chúng ta nhặt lại CMG quanh vùng giá 36 đến vùng 37, 36 đến vùng 37, và sau đó thì hàng về thì một số các anh chị của chúng ta là đã chốt, bởi vì khi đó thì Hùng có kỳ vọng đến vùng 40.5 đến vùng 41. 40.5 đến vùng 41 là khả năng là cổ phiếu sẽ ra hàng, nhưng mà trong phiên ngày hôm nay thì đã đánh chạm và có thể tối đa cổ phiếu này chạm vùng 43, tức là chạm kênh 43, thì như thế là lại test chỉnh trở lại. Thì những anh chị nào mà chưa rụng hàng cái phiên phiên 41 này thì các anh chị có thể canh chốt ở quanh vùng 42 đến vùng 43 đối với mã cổ phiếu CMG. Mã ngành cao su có GVR, chúng ta sẽ xem GVR. GVR thì Hùng cũng đã nhìn thấy được những cái điểm mà rũ xả xả rũ quanh vùng 15, và khi đó thì Hùng đã có khuyến nghị ở trên team là vùng 15 thì chúng ta khả năng là chúng ta sẽ cổ phiếu này sẽ tiếp tục một cái hành trình mới ở đây thôi. Đánh rũ như vậy là được rồi, đánh vừa vừa thôi, đánh như thế thì ai người ta còn vào nữa. Đích đến tiếp theo của cổ phiếu này vẫn là không có gì thay đổi, chắc là đánh chạm vùng 19. Chạm vùng 19 và cần một cái lực cầu quay trở lại đối với mã cổ phiếu này. Cũng đã có một tuần lấp gáp khá là ok, có một tuần lấp gáp khá là ok. VGR. Đấy, như thế này nó cứ VRG. VRG. VRG thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. VRG thì cũng đã có những nhịp đánh chạm 18 và sau đó thì cũng đã có nhịp rũ lại gần như cũng rũ sạch sẽ và đang lấy lại mốc 16, đang lấy lại mốc 16. Đang lấy lại mốc 16 với thanh khoản thấp thì khả năng là cổ phiếu này sẽ cần tích lũy lại ở quanh nền 16. Tích lũy lại ở quanh nền 16 trước khi mà có những cái tín hiệu kỹ thuật để đánh chạm lại về vùng 18 đến vùng 19. Đánh chạm lại vùng 18 với vùng 19. Ship bộ ba họ hàng với nhau. Ship là một mã cổ phiếu mà Hùng cũng đã bắt đầu quan tâm trở lại đối với mã cổ phiếu này từ vùng 107, và sau đó thì quan tâm lại ở khoảng vùng giá 120. 120, và như vậy là ship hôm nay thì cũng đã đánh, hình như là đánh vượt, chưa vượt nhưng mà cũng suýt soát vượt vùng 100, 133,
133 là cũng gần như vượt đỉnh rồi, thậm chí là đã đánh chạm vùng 140. Thì đối với mã cổ phiếu ship này, thanh khoản nó hơi thấp và chúng ta tham gia mã cổ phiếu này thì chúng ta cũng mua nhanh bán lẹ. Một số anh chị trong team của ông Lê thì cũng có đầu tư mã cổ phiếu ship, thì các anh chị lưu ý. Hai mã cổ phiếu về ngành cao su nữa mà ông đã khuyến nghị, đấy là DRC. DRC thì Hùng đã khuyến nghị từ thứ sáu tuần trước thì DRC đã có những phiên break nền ở đây, tức là nền 19.5 đến nền 20, đã khuyến nghị từ 6 tuần trước và rõ ràng trong tuần thì đã có những phiên mà cổ phiếu này đánh chạm về vùng 22, thì trong ngắn hạn có thể là chạm về vùng 23. Chạm về vùng 23 thì cổ phiếu này sẽ chỉnh, bởi vì là chạm về đây thì cái vùng kháng cự khá là dài ở đây. DRC, các anh chị lưu ý, nếu mà những anh chị nào mà đang nắm giữ mã cổ phiếu này thì cũng canh như vùng này để chúng ta chốt. SRC. SRC thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy, trong phiên thứ 6 tuần trước thì đã khuyến nghị ở trên team vùng 19.5 đến vùng 20 là vùng chúng ta canh nhặt cổ phiếu này. Và trong phiên kết tuần thì cổ phiếu không đóng cửa được ở mức cao nhất, nhưng mà ít nhất là cũng đã qua được cái nền giá 23 và đây là 21.5. Đã qua được cái nền 23 và như vậy thì cái mức độ kỳ vọng vùng lên, tiếp tục kỳ vọng là cổ phiếu này sẽ tiếp tục đánh lên và đánh chạm ở đâu thì đánh chạm ở khoảng vùng 26 đến vùng 26.5. Đây, SCR khả năng sẽ chạm vùng 26.5. Những anh chị nào mà đang nắm giữ mã cổ phiếu này thì chúng ta cũng chú ý đến cái vùng này, vùng nền này để chúng ta chốt lãi. Một số các mã cổ phiếu đầu cơ thì Hùng không có phân tích nữa ở đây. DGC, NAF, bởi vì bản tin của chúng ta cũng đã khá là dài rồi, Hùng sẽ đề cập đến mã cổ phiếu PTB và BMI. PTB, đối với PTB thì Hùng đã có phân tích cho các anh chị ở quanh nền 66 đến nền 66.5. Khuyến nghị các anh chị mua trên team ở nền 67.5 và đích đến của cổ phiếu PTB không có gì thay đổi, đấy là khoảng nền 74 đến nền 75 ở trong nhịp đánh này. Với các cái điểm mua hiện tại thì Hùng không có khuyến nghị nữa, bởi vì cổ phiếu đã qua mất điểm mua. Thêm một mã cổ phiếu nữa là BMI. Đối với BMI thì phiên ngày hôm nay bị chốt khá là mạnh. Đích đến của BMI ở trong ngắn hạn thì vùng 29, và trong phiên ngày hôm nay thì đã chạm vùng 28 và bị chốt lời khá mạnh. Và bị chốt khá là mạnh như này thì khả năng cổ phiếu sẽ lình trình lại ở quanh nền 27. Một số các cái mã cổ phiếu mới lên sàn SSC. SSC thì Hùng đang kỳ vọng một cái sóng dài của cổ phiếu, tức là đánh theo chen dài, và hiện tại SSC đang có những phiên test lại cung ở quanh vùng 23.5. Và tại vùng 23.5 này, nếu cổ phiếu mà không bị gãy thì cái cơ hội mà cổ phiếu đi tiếp có thể nó sẽ còn, và chúng ta sẽ tiếp tục chờ cổ phiếu ở test cung xong. Và một số anh chị trong team Hùng Lê thì đang nắm giữ mã cổ phiếu này, và chúng ta sẽ xem ở quanh vùng 23 đến vùng 23.5 đối với mã cổ phiếu này. Tiếp tục là mã cổ phiếu SCI. SCI thì Hùng cũng đã có khuyến nghị các anh chị chúng ta mở mua rồi. SCI đang có những cái phiên test trả lại, và đáng tiếc là phiên ngày hôm nay SCI không đóng cửa được ở vùng giá 20. Tuy nhiên không sao, SCI có thể test chỉnh tối đa về vùng 17. Tức là trong cái nhịp rũ này, có thể cổ phiếu này sẽ rũ từ nền 22, có thể rũ về nền 17. Và từ nền 17 này thì cái mục tiêu của cổ phiếu thì Hùng vẫn kỳ vọng là trong nhịp đánh này, cổ phiếu này sẽ đánh chạm vùng 26. Sẽ đánh chạm vùng 26, và như vậy vùng 22 sẽ trở thành một cái điểm kháng cự ngắn hạn ở đây. Và chúng ta sẽ tiếp tục kỳ vọng là cổ phiếu này sẽ lấy lại vùng 22 với lực cầu quay trở lại đối với mã cổ phiếu này. Hiện tại thì SCI cũng đã có một cái nhịp tăng cũng khá là mạnh, khá là dài, và cũng là điểm cao, gọi là cổ phiếu vượt sóng của mọi thời đại rồi, thì cũng không có nhiều cái ngưỡng cản ở trước mắt. Cổ phiếu CRC. CRC thì cũng đã có khuyến nghị các anh chị của chúng ta mở mua quanh vùng 16, và hiện tại bây giờ đang đóng cửa vùng 18.9, với mục tiêu cổ phiếu CRC sẽ chạm vùng 20. Trong đích đến ngắn hạn, trong cái nhịp target Hùng phân tích ở đây, và CRC thì cũng đã có những cái nhịp lấp cáp, nhịp rũ
Hết sức là hoành tráng, tức là lấp về đúng tận vùng 16.5 và sau đó lực cầu quay trở lại đánh hai phiên. Ở phiên ngày hôm nay thì cũng đã có một phiên lấp gáp về chạm vùng 18 và như thế thì việc đích đến của cổ phiếu vùng 20 thì hoàn toàn có thể hiện thực. Thậm chí là cổ phiếu này có thể đánh chạm vùng 22. Để có thể chạm vùng 22 hay không thì Hùng chưa có phân tích ở đây. Nhưng Hùng cứ đưa ra như thế này đã, để chờ vùng 20 và chờ chờ vùng 20 để xem cái phản ứng của cổ phiếu ở vùng 20 như nào. HTM khuyến nghị trên team mở mua ở vùng 12.4 và hiện tại thì HTM đã đánh chạm về vùng 14.8 đến vùng 15. Kịch bản nào tiếp theo cho mã cổ phiếu này thì khả năng đánh tiếp thì nó hơi căng, nó hơi khó. Và chúng ta chạm đến về vùng đến đây thì chúng ta cũng sẽ chốt thôi, sẽ chốt để bảo toàn lợi nhuận, tức là chạm về vùng 15. Cổ phiếu AAV. AAV cũng là một mã cổ phiếu mà Hùng đã theo dõi mã cổ phiếu này rất là dài rồi. AAV cũng đã có một cái nền tảng tích lũy ở đây khá là dài. Đích cái gọi là cái điểm cao nhất của cổ phiếu là vùng giá 25. Tạo lập được khi mà cổ phiếu vừa mới lên sàn và sau đó thì có một cái nền tích lũy dài ở đây. AV đang có một nhịp đánh lên và nhịp đánh rũ thì Hùng đã có những cái điểm ở đây, điểm ke ở đây để cho các anh chị khuyến nghị ở trên team để các anh chị vào giá điểm 10. Và điểm đây là điểm 10.4 và thậm chí là có thể chúng ta sẽ nâng lên 10.5. AV đang có những phiên test cung ở 10.5 thì đó, Hùng liên tục là cập nhật cho các anh chị của chúng ta. AV đây. Ví dụ như là trong phiên ngày hôm nay thì lúc 10 giờ thì Hùng đã có những cái đề cập mà AV test cung 10 10 đến 10.5. Và khi khi cổ phiếu này test cung lại ở những cái vùng này và lực cầu quay trở lại thì lúc đó thì cái kỳ vọng của AV thì Hùng cũng đang đặt những cái kỳ vọng khá là lớn. Và cái đích đến gần nhất ở đây sẽ là khoảng vùng 12. Đích đến ở vùng 12 và sau đó những cái đích dài hơn thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích ở phía đằng sau. 15, 16 thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích ở đằng sau. Và cái việc là cổ phiếu này sẽ phải đánh chạm lại về vùng 11.5 và break thoát qua. Đây là một mã cổ phiếu mà mình đánh giá là cũng sẽ là khá là ok trong một cái đường đi sắp tới. Như vậy là chúng ta đã vừa phân tích định lượng lại toàn bộ xu thế thị trường trong tuần vừa qua, phân tích và nhận định xu thế thị trường trong tuần tới cũng như phân tích tất cả các cái mã cổ phiếu đẹp nhất, tốt nhất mà Hùng Lê có được khuyến nghị ở trên team, trên room chiến binh Samu. Trên team room VPBS N01. Và chúng ta cũng đã có một tuần giao dịch hết sức là khó khăn. Tuy nhiên một số các cái cổ phiếu mà Hùng Lê khuyến nghị có cho các anh chị ở trên team thì cũng đã có những cái mức tăng khá là ấn tượng, ví dụ như mã cổ phiếu VIB, như mã cổ phiếu VGI hay là CMG, hay là một số các mã cổ phiếu ví dụ PTB, hay là các cái mã cổ phiếu về ngành cao su như SCR, DRC, vân vân. Và qua đây thì Hùng Lê cũng trân trọng và kính mời tất cả những anh chị là cộng đồng nhà đầu tư đang tham gia đầu tư thì cũng về đồng hành cùng với team của Hùng Lê tại kênh, thứ nhất là kênh YouTube Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng, thứ hai là kênh Facebook thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy, và qua Zalo 0968279555 và về để mở tài khoản đầu tư tại công ty chứng khoán VPS thuộc team của Hùng Lê để tham gia những cái team hỗ trợ chuyên sâu của Hùng Lê, đó là team về chứng khoán phái sinh và team về chứng khoán cơ sở. Và Hùng Lê cũng rất là vui, trong tuần vừa qua thì cũng đã có rất nhiều những anh chị em ở trên mọi miền Tổ quốc và đặc biệt là đầu cầu Sài Gòn. Đầu cầu Sài Gòn thì rất là vui, có những anh chị em ở đầu cầu Sài Gòn đã về và mở tài khoản và đã đăng ký để về đồng hành cùng team của Hùng Lê trên suốt chặng đường đầu tư. Quá trình chúng ta xem các cái bản tin video của Hùng Lê, các anh chị cũng có thể share giúp Hùng Lê và gửi đến tất cả những anh chị em chúng ta đang đầu tư để các anh chị có thể tiếp cận được những cái nền tảng kiến thức cơ bản nhất và cũng như có được những cái kênh thông tin để tham khảo về xu thế chung của thị trường.
Kính chúc quý anh chị nhà đầu tư có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên người thân, bên gia đình, và hẹn gặp lại cả nhà trong những bản điểm tin tiếp theo.